Vô rồi, hôm nay đến đây cũng mừng thọ anh, cũng không có gì đem chai rượu thuốc uống, anh em mình chung vui. Trời ơi, tới đây dự là tụi tôi vui rồi, mà đặt mang quà cáp chi nữa. Thôi lỡ rồi, cảm ơn anh nha. Ngồi chơi á, chờ tôi chút nha. Thấy hoành tráng không? Hoành tráng. Này nghe, tôi nói cháu ngoại tôi nó làm á, từ lúc nu nó còn đỏ hỏn nha, tới bây giờ nó mới làm lễ mừng thọ tôi lần đầu tiên á. Vậy là bữa nay hạnh phúc lắm ha. Này, bánh tới rồi, bánh tới rồi. Cháu ngoại tôi á. Dạ. Hình như mới bị thất tình hay sao bị sốc cho nên làm chu đáo vậy nè. Ông ngoại mà nói nữa con dẹp con không làm cho ông ngoại luôn á. Thôi ông ngoại nói chơi. Khách tới con. Chào anh Bảy. Dạ chào anh. Dạ chú Bảy. Chào hai con. Dì Phúc đi đừng có mệt ta. Ôi từ dạ. Đâu qua đây có mấy bước mà mệt cái gì. Dạ. Đây đây con, đây con. Sẵn ở nhà có mớ trái cây á, biếu anh ăn lấy thảo. Cất vô đi con. Dạ con cảm ơn. Cảm ơn chị. Chúc mừng thượng thọ anh nha. Ráng sống vui sống khỏe với con cháu nha. Cảm ơn chị. Dạ con mừng thọ chú Bảy. Cảm ơn con. Dạ cũng nhân dịp sinh nhật của chú. Chúc chú Bảy là trăm năm hạnh phúc đăng long đục. Hả? Không, chú là sống lâu trăm chuỗi là già rụng răng nhưng mà vẫn còn nú. Con cười thiệt á. Tại con cũng thấy ông ngoại cực khổ quá à. Nên là con mới bày ra buổi tiệc này để mừng thọ ông ngoại đó. Mọi người cứ ăn thoải mái nha. Cảm ơn lời chúc của chị Phúc nghe. Dạ. Chị yên tâm đi, tôi vẫn còn khỏe mạnh lắm. Dạ. Tôi cũng chúc chị khỏe giống như tôi. À, cảm ơn anh. Rồi, con xin rót chung rượu nha. Dạ. Rồi. Mời anh. Uống nhiều quá tay run hết hả? Đúng rồi, có đứa cháu ngoại mà vừa xinh đẹp nè, vừa chu đáo, thiệt là anh là nhất nha anh Bảy. Ông ngoại ăn gì con gấp cho ngoại nha. Ông ngoại ăn nhiều nha ông ngoại nha. Nhưng mà đồ ăn này con chưa ăn, con chỉ nhìn thôi là thấy đã ngon rồi đó. Cái này á là rất là đảm đang nè. Cho nên á hả là em nên học hỏi nha. Nè, bộ ngày nào anh không mất bỉm anh ăn không ngon ngủ nguyên sao? Ăn. Dạ thôi đừng bàn tán chị nó nữa. Ủa anh Bảy, bày dịch của anh lóng rầy sao rồi? Trời ơi chị hỏi câu thừa quá. Dân chăn dịch chuyên nghiệp mà. Tôi nói cho ăn đầy đủ thì con nào con nấy nó u nu u nần hết trơn á. Dạ. Bữa nào tôi đem qua tặng chị con. Dạ. Đây của anh đây. Đây. Cảm ơn anh. Để đổi qua luôn. Về luôn cho dễ. Nè. Chắc chắn có chuyện gì đó mờ ám. Em. Chị. Bộ chị với anh Quân thân nhau lắm hả? Thân chứ. Trời ơi, chị biết ảnh lâu rồi. Phải nói là thân hơn chữ thân nữa kìa. Vậy hả? Chị thích ảnh hả? Thích chứ. Thích nhiều là khác à. Anh Quân vừa đẹp trai nè, vừa ga lăng, vừa cao ráo nữa. Lâu lâu hơi càm ràm chút, nhưng mà tốt bụng. Dạ. Mà có gì không? Tự nhiên hỏi gì vậy? Đâu có gì đâu. Thì tại em hỏi vậy thôi mà. Mà chị đang làm gì vậy? Chị đang đóng gói bộ đồ đen cho cô nè. Cô dặn là phải làm cẩn thận, không có được làm rơi, làm đổ. Tại vì vừa phung phí. Vậy chị có cần gì không? Em phụ chị cho nha. Nè, em phụ chị đóng gói lại đi. Dạ. Để chị vô bao dạ, tiếp. Dạ. Chị ơi, em lỡ làm đổ hết trơn rồi. Trời ơi, em làm đổ gì cô la chị chết. Chết rồi, bây giờ sao? Để chị dọn cho. Ra, chị quét cho nhanh. Cô về cô la chị chết. Ừ.
Dạ. Mệt quá. Ủa chị An, chị làm sáng giờ rồi hả? Mệt không? Mệt. Vậy thôi chị vô nghỉ đi, để em làm cho. Thôi được rồi, được rồi, cảm ơn, gần xong rồi. Thôi chị đi nghỉ đi, để em làm cho. Sẵn tiện em giẫm cân luôn. Cái gì? Ừ. Em giẫm cân hả? À, qua qua coi. Cái mình mỏng dánh mà còn kêu giẫm cân nữa. Ý của em là tập thể dục cho cơ bắp khỏe mạnh. Vậy hả? Thì chị vô lấy nước cho em uống nha. Dạ, cảm ơn chị nha. Mỗi ngày qua tập thể dục nha. Dạ. Kỳ này mình sẽ nói với anh Quân là chị An không làm việc. Không tiêu rồi ta. Anh Quân. Ủa sao? Dạ. Anh Quân. Cái gì vậy? Ủa này nó làm cái gì vậy cả? Vậy cho gì vậy ta? Muối không? À, có rồi. Ớt Hàn Quốc siêu cay. Lần này chắn sẽ hãm hại được cô, sẽ không thoát được đâu. Dạ, cái này có bộ là ngon lắm á. Dạ ngon chứ, đây là món cá kho tộ em nấu theo công thức mới đó nha. Nhìn coi chắc hấp dẫn quá ha, chắc là chị An nấu ngon lắm hả? Dĩ nhiên là ngon rồi, ăn thử đi, ăn thử đi. À thôi chị ăn đi. Em no rồi. Anh Quân, hay là anh thử đi anh Quân. Để anh ăn mấy món bên đây trước đi, rồi từ từ tới món ngon sau. Ủa? Chào chú Bảy. Con có mà. Ủa, dạ, ông ngoại qua đi chứ ông ngoại. Ông ngoại đọc sách, rồi nghe dưới này ồn ào quá, mà có mùi thơm. Trời ơi, cái cá kho ai kho mà thấy hấp dẫn quá ta. Chú ơi, để mấy chén chú ăn cơm chung nha, chứ đừng nhận nha. Thôi, chú nói vậy thôi chứ, chú không ăn. Cái này nghe tụi con. Dạ. Có nồi cá kho đen thui nha. Tụi con trắng khiếu nha. Đem cái này mà lao ra ngoài một cái hàng tre nha, sáu lưỡi tre làng á. Trời ơi, hái mớ rau đắng mọc sau hè nha. Luộc lên một cái nha, chấm vô ăn một cái thôi, cái lòng nó xôn xao như thế nào. Mà có mưa mà rỉ ra rỉ ra, ngồi trong cái chòi lá nha. Ôi chú cha ơi, chỉ có nước làm thơ, vừa ăn cơm, vừa ăn cá kho, vừa làm thơ thôi tụi con. Dạ, dạ ăn đi. Ăn đi. Khoan, đợi chút. Ở đây thì em sẽ với anh Quân. Anh Đạt. Dạ. Nghe chú Bảy. Con đẩy lên chứ con. Dạ, con nghe chú Bảy nói vậy thì con xin đại diện gia đình gửi biếu chú cái nồi cá kho này. Trời ơi, chú Bảy qua chơi đọc sách thôi chứ tự nhiên cho đồ ăn giống như chú Bảy thiếu ăn vậy, chú Bảy không có lấy đâu. Không có, chú Bảy không có thiếu ăn, mà chú Bảy thích ăn cá kho tổ. Vậy chú Bảy nhận cho tụi con vui nha chú Bảy. Nếu mà tụi con có lòng tốt thì chú Bảy xin ghi nhận. Dạ. Chứ thật ra chú Bảy không nhận thì sợ phụ lòng tốt của con. Dạ, ngoại. Kỳ vậy, có người ta tiện mà. Em kỳ quá, cái này tấm lòng của chị gửi biếu mà. Thôi dạ. Thật ra, cảm ơn. Dạ.
Cái này mà có thêm cái tô cơm trắng nữa thôi, nó hoàn thiện biết mấy. À, dạ vậy thôi, chú Bảy lấy luôn này về. Thôi để chú Bảy về nhà nấu. Ai, ngoại về trước nghe con. Chú Bảy về nha mấy đứa. Dạ. Dạ. Lẹ con ơi, chết không? Từ từ ông ngoại. Rồi xong. Cái gì vậy? Hả? Cái gì mà mặt rầu rĩ vậy? Ông quất hết nồi cá cay, nó sức mồ hôi mẹ mồ hôi con. Ông chưa rầu á, còn con kìa, cái mặt hiện lên hai chữ thất tình kìa. Ông ngoại thì biết cái gì? Ông ngoại lớn hơn mày bao nhiêu tuổi mà ông ngoại không biết hả? Nè con, những cái chuyện của con làm á là ông ngoại biết hết rồi. Chứ con đừng có nghĩ là những cái chuyện con làm mà giấu ông ngoại được đâu. Nghe. Mà ông ngoại nói với con á, trời ơi sao nó rác dữ vậy trời. Thương người nào á thì phải thật lòng với người ta, chứ không có dùng chiêu trò này á là không có thu phục, không có lấy được tình cảm của người ta đâu con. Thấy không? Khóc lóc cái gì mà khóc lóc. Dạ con biết rồi ông ngoại ơi. Ngồi xuống đây. Ông ngoại thương, ông ngoại chỉ cho. Sống là phải thật tình, ngay thẳng, đừng có mưu mẹo dùng trò này trò nọ rồi để lấy lòng người ta. Sau này á nó dở lẽ ra người ta còn hận con gấp ngàn lần á. Nghe không? Dạ. Có cái gì nói với ông đó. Rồi ông chia sẻ, ông tư vấn cho con. Chứ có gì đâu mà phải giấu, phải dùng trò như vậy. Ngoại ơi, con xin lỗi ngoại. Bây giờ con mới biết tại sao ngoại ăn hết cái nồi cá này rồi. Con hứa với ngoại là từ nay con không thèm yêu ai nữa đâu. Trời ơi, cái câu nói này tôi nghe 108 lần rồi đó. Lần nào xảy ra chuyện gì á, rồi cũng rơi lệ, rồi cũng con hứa với ngoại, hứa với ngoại. Lần này con nói thiệt mà. Thôi, không có khóc nữa, nên ông ngoại thương. Con sẽ sống như ngoại suốt đời luôn. Thôi nín đi. Trời ơi. Nội ơi. Thôi nín đi con ơi. Dạ, con chào ông ngoại. Ông ngoại đang đọc báo ông ngoại. Làm gì vậy Hưng? Giờ này mấy giờ biết không? Hả? Ngủ cái gì mà ngủ dữ vậy trời? Con cũng đâu biết đâu. Tự nhiên hồi tối này ăn gì, ngủ ngon quá trời luôn. Trời đất ơi, nghĩ sao? Cái dĩa đọt nhãn lòng của tôi ha, tôi mất ngủ, tôi ra ngoài giường tôi hái, tôi đem về tôi luộc để chấm cá kho ăn. Luộc xong chưa kịp ăn, ngồi một mình nhâm nhi vừa ăn vừa hát hát sao nguyên cái đọt nhãn lòng luộc mới lớn vậy nè, quất cái sạch bon luôn. Thôi sao mà không ngủ tới giờ ngọ luôn trời. Con ơi, ông ngoại kể cho con nghe. Dạ. Cái thời của ông ngoại đó ha, phụ nữ giỏi lắm kìa, giỏi giang lắm kìa. Sáng là 4 giờ mấy 5 giờ là phải dậy rồi ha. Nấu nước nè, pha trà là xong rồi, nấu cơm đồ đàng hoàng, đo đồ ăn đồ đàng hoàng, gia đình ăn xong, tất cả phụ chồng phụ con đi ra ngoài ruộng làm nông, làm ruộng. Tới trưa trời cho chặt mới về ha. Đó, ăn mặc cũng vậy nữa. Chỉ có áo bà ba với quần đen thôi. Còn hôm nào có tiệc tùng gì á, mặc cái áo dài. Đi ăn tiệc xong về thay cái áo dài, mặc lại cái áo bà ba, rồi làm nông làm chuyện gia đình. Mà thức sớm, chứ không giống như gái bây giờ. Ngủ tới trưa trời chưa giật, ruộng nương
hồng án gì cũng không có biết. Tối ngày cứ ma hồng, đồ thì lè lẹt, hết màu sắc này tới màu sắc nọ, tao nói hết nói nổi. Dạ con xin lỗi ông ngoại, mai mốt con sẽ nghe lời ông ngoại, con sẽ mua áo bà ba con mặc nè, mua áo dài con mặc cho thì mỹ nết nè. Ngoại không ép con, mà nếu như có dịp á con làm được điều đó thì tốt. Dạ vậy thôi, để con đi nấu đồ ăn sáng á lục ăn trưa cho ngoại nha. Ông ngoại hả, sáng giờ ngoại có ra ngoài vườn chưa? Chưa, mà có chuyện gì không con? Thì mấy đứa con nít nè, nó ra ngoài vườn mình nó hái mấy trái cây mấy ngày liên tục luôn. Thôi mà con, trẻ con mà nó nghịch ngợm, nó hái mấy trái nó ăn rồi xong nó về chứ có phải nó phá nguyên cái vườn trái cây mình đâu. Ôi đâu có được đâu, nó mới có mày lớn gì hả, mà nó ra ngoài vườn nó hái rồi mấy mốt nó lớn lên sao? Ờ ý con nói là nó thành cái thói quen, cái lớn lên nó làm được xấu à. Đúng rồi. Ôi con quan trọng quá vấn đề luôn. Không có được đâu, con phải cho tụi nhỏ một bài học mới được. Trời, cháu gái ông bữa nay men dữ vậy ta. Tony kìa, Tony là ai? Cái anh Việt Kiều mới về xóm mình đó. Trời đất ơi, hèn chi, nãy giờ tôi nghe cái mùi thơm thơm, tôi không biết ở đâu ra, té ra là cái mùi của ông Việt Kiều. Trời ơi, công nhận nha, vừa đẹp trai mà vừa cao nữa chứ. Ê, hay là mình lại mình làm quen đi, biết đâu cái ông nhắm được hai đứa cái hút về mình đổi đời. Hai đứa gì bà, một đứa thôi chứ nhắm đứa chứ không lẽ lấy hai vợ. Thì lại làm quen đi, biết đâu. Ừ, đi nước ngoài luôn. Ê, trời ơi, anh tới kìa. Hello, excuse me, hai em có thể cho anh xin một tấm hình được không? Anh cho con chụp anh ngồi. Dạ được, em tạo dáng cho anh chụp hình nha. Ok, ok. Very good. À đúng rồi. Mày ngại quá hả? Đúng rồi. Tao chụp với. Ok ok ok. Quên này ngưng. Tiếp đi em ơi. Đúng rồi, Thùy Mị nè em ơi. Đúng rồi. Ê, bà vô đây chụp với tôi đi. Không biết tạo dáng mày đặt dành dành chụp mình. Vô đây chỉ tôi chụp không biết mới hỏi. Nào 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 tập trung nè. Đúng rồi. Chết tim chết tim chết tim chết tim. Đúng rồi em ơi. Tiếp nào. Đúng rồi. Yeah, so nice. So nice là gì? Tôi biết chắc liền. Ê, sao ổng chỉ cái mình đây mà. Ê! Đi đâu vậy? Trời ơi, đang chụp hình mà tự nhiên đứng đây vậy? Rồi dạ. Đứng. Ủa vậy hả, em xin lỗi hai chị nha. Em vô ý quá. Vô ý? Trời đất ơi, em vô ý quá. Có vô gì? Ý quá ha. Vô ý đúng thời điểm, đúng thời gian, đúng không gian, đúng người quá ha. Ê, anh ơi, anh đây nè, đang chụp hình em mà. Đây này, đang chụp em này. Tụi em. Sorry sorry. Tiếp. Anh nghe lại nha. Đúng rồi, Thùy Mị nè em ơi. Thùy Mị hả? Trời ơi, tôi nằm xuống là tôi không thể nào ngủ được. Tôi thấy cái mặt ảnh trời ơi đẹp trai. Đã vậy thôi, cái lúc mà tôi nằm xuống tôi cũng không ngủ được luôn. Tôi lại thấy. Ê, bậy nha. Bậy gì? Không có như bà nghĩ đâu. Ý là thấy là cái dáng của ảnh. Trời, cái dáng ảnh đứng chụp hình cho mình, bà nhớ không? Trời, đẹp trai mà cao to, tóc bồng bềnh cái tai nữa. Ê, nó nghe. Bữa nay ổng chụp hình xóm trên. Trời ơi, chạy nhanh lên đó, tạo ấn tượng tốt cho anh chụp hình. Anh nhớ tới mình, rồi anh sẽ lấy mình. Mình phải qua bà thấm mận cái mặt mới được. Nhưng mà cái bộ này làm sao ta? Không có được rồi. Làm sao phải Thùy Mị và đặc sắc mới được. À, có cách rồi. Công nhận, nhìn ổng mướt thiệt. Mà sao chưa thấy ổng đi ngang khu vực này ta?
Hay là bà thấm bằng cho mình cái mặt lố quá cho nên là sợ quá chạy mất dép luôn đi. Tự nhiên xuất hiện làm ta hết hồn. Sorry em, because anh chụp hình nên là anh không thấy em. Đàn ông con trai gì tự nhiên lủi vô người người ta. Excuse me, anh xin tự giới thiệu, anh tên là Tony Tèo. Tony Tèo Tèo. Nice to meet you. Nói tiếng Anh luôn, đúng ru mình. Dạ, em tên là Xuân. Em chào anh. Wow. I like it. Yeah. I feel interested about your nha. Hả? Anh nói tiếng Anh hả? Em cũng biết đó nha. Nhưng mà anh nói từ từ thôi, không có hiểu. Sorry em, bởi vì anh ở nước ngoài cũng lâu lắm rồi cho nên là tiếng Việt anh không được dành cho lắm. Nhưng mà anh về đây thăm gia đình hay sao? Thì ngoài cái việc là đi thăm gia đình ra thì anh muốn mở một cuộc triển lãm ảnh ở ngay cái chỗ mình ở đây. Thì công việc của anh là tiếng Việt gì nhỉ? Nhiếp ảnh gia. Hèn gì, em cứ thấy anh đi lòng vòng xóm mình hoài à. Ê, ngưỡng mộ anh quá nha. Thì từ nay về sau, anh muốn xin chụp em một vài tấm hình nữa để có thể làm ảnh chủ đề có được hay không? Làm ảnh chủ đề? Dạ. Dạ được chứ. Ủa, làm gì ngồi mơ màng đó vậy con, Xuân? Ngoại, con đợi ngoại làm vườn ra, con tính khoe ngoại. Đợi ngoại lâu quá. Nãy giờ vô trong đó nấu bình trà, kêu con nấu á, con cũng quên nữa. Rồi, chuyện gì nói ngoại đâu, nói ngoại nghe coi. Chuyện là cháu gái cô ngoại sắp trở thành gương mặt đại diện cho chủ đề của cuộc triển lãm ảnh quốc tế rồi đó. Thiệt chứ luôn à? Mà anh tin con hả? Phải tin. Phải tin rồi mà kỳ quá thôi, con không giận, nói chuyện ngoại. Trời đất ơi, con không biết ngoại lúc nào nói chơi, ngoại lúc nào nói thiệt luôn á hả? Sao con biết được? Con nói chuyện ngoại. Con đi vô nấu cơm. Nhỏ này bữa nay lạ nghe. Dạ, dì Sáu. Chào con. Dạ, nay con thấy dì Sáu ăn mặc đẹp quá trời quá đất luôn nha. Trời ơi, con gái tao nó gửi thìa nè, cái tao lựa, tao thấy đẹp đẹp, cái tao phối vô tao mặc nè, đẹp không? Đẹp. Thôi để mai mốt hả, con đi qua bên Mỹ á, xong cái con đem mấy thùng đồ về cho dì Sáu luôn nha. Chở bằng chiếc xe container đó. Rồi, cảm ơn con trước nha. Dạ. Thôi giờ dì đi qua cái nhà bà Bảy một cái. À vậy, rồi bye bye dì Sáu. Thôi dì đi nha con. Dạ. Sao? Chào em. Đồ đẹp quá hả? Ê, bữa nào không mặc nữa cho tôi nha. Đi Sơn. Bữa nay dễ thương quá Đi đâu mặc đồ đẹp vậy? Thì em đi qua chồng em. Chồng? Ủa? Thấy mới quen đó mà sao nay thành chồng nhanh vậy? Thì mối quan hệ của em với anh tốt mà. Đừng có nói cái thằng Tony gì phải không? Đúng rồi, không ảnh chứ ai. Trời ơi, mối quan hệ tốt dữ lắm. Ê, tôi nói nghe nha, có nhiều người tôi thấy ha, quen nhau rồi xong rồi kêu chồng chồng vợ vợ vậy chứ chưa chắc gì được làm giấy tờ đi đâu nghe. Trời ơi, lạng quạng cũng nhiều khi cũng có khi giống giống vậy ha. Để nói chứ đừng có mơ mộng rồi tính trước mới không qua đó. Alo, anh tên này hả? Em Xuân nè. Vậy hả anh? Ba mẹ thưa chuyện rồi á hả? Em cũng nói chuyện với ngoại rồi, ngoại cũng mừng lắm luôn á.
tờ hả? Gấp dữ vậy đó hả anh? Dạ, thì anh nói làm sao em nghe vậy? Để em nhắn qua cho anh liền nha. Dạ. Đó, thấy chưa? Làm giấy tờ gấp lắm luôn á. Để mai mốt em làm giấy tờ xong cái em mời mấy chị qua nhà em làm tiệc chia tay nha. Làm tiệc lớn lớn rồi mời mấy chị qua chơi luôn nha. Dạ, chắc chắn rồi. Alo, má hả? Hả? Về gấp hả? Dẫn má ra ấp làm giấy tờ đi Pháp hả? À dạ 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 dạ, con về liền, về liền, về liền, mấy yên tâm. Dạ dạ dạ. Đi đi. Đi 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 với tôi về gấp. Về hỗ trợ có Pháp. Chi không biết nữa. Già 90 tuổi rồi còn đi qua Pháp làm cái gì ta? Đó, tiệc lớn dữ lắm. Bà nghe ai? Trời ơi, cái bà hàng xóm của tôi nè, nó qua nó hỏi bà là biết chỗ nào đặt heo quay không? Đặt 20 con, mỗi con hả? Bự bánh ký vậy nè, con nào bự nhất là nó mới đặt. Dữ vậy hả? Ừ, tiệc lớn mà. Nhầm nhò gì, còn 2 con bê thui nữa đó. 2 con bê thui nữa hả? Trời ơi, tiệc lớn quá, trời. Rồi làm sao ăn hết? Ê, ăn xong lạng quạng bị mập luôn á thiệt á. Trời ơi, nhìn tướng bà làm sao mập nổi. Ê, chú Bảy. Chú Bảy. Chú Bảy, chú Bảy, chú Bảy. Cái gì, cái gì mà kêu giật ngược vậy Bảy? Mà thiệt, thấy chú là con buồn à. Thiệt buồn luôn á. Chú Bảy thì mấy năm trước á, năm nào cũng vậy á. Nhà mà có tiệc lớn á là lúc nào chú cũng kêu tụi con qua. Vậy mà năm nay chú không kêu tụi con gì trơn. Ủa, tụi bay nói sao vậy? Cứ mỗi năm nhà tao có đám giỗ đám quẩy gì á, tao cũng đều mời bà con hàng xóm đầy đủ hết. Ha, tụi bay á, năm rồi tụi bay nhớ không? Quên tụi bay có 20 phút thôi mà tụi bay kéo nguyên cái đám lại. Tụi bay dặn sao biết, ngồi ngay mâm trên luôn à. Chú còn bà... năm nay chưa tới đám mà. Trời ơi, chú nói gì vậy? Có nguyên một cái đám lớn là lớn luôn. Lớn gì? Tới gì? Tiệc chia tay. Dạ, tiệc chia tay đó chú Bảy. Tiệc chia tay? Chia tay ai? Chú Giả Đò hay quá chú Bảy ơi. Gì? Bộ chú không tính mời bà con hay sao? Chú Bảy thì... sắp có cháu Việt Kiều có khé. Cháu Việt Kiều? Cháu Việt Kiều là sao? Bảy nói gì tao không hiểu gì chân vậy? Ủa? Ai cũng biết hết mà chú Bảy không biết gì hết chú Bảy. Biết cái gì? Nghe đâu làm giấy tờ gì hết rồi chú Bảy. Ủa? Vậy là sao? Ủa? Chú không biết. Sao tôi không biết? Vậy là sao ta? Xuân à? Con Xuân đâu rồi? Xuân! Trời ơi! Ngồi đây ha, mà ngoại kêu không thèm trả lời trả vốn gì hết ha. Trời đất ơi, nói cỡ đó luôn mà vẫn bất động như vậy hả? Cái gì vậy? Cái gì mà gật đầu vậy? Trời đất ơi, cái gì vậy? Con đi hát bội hả? Đi đâu mà quýnh mày gì đâu mà hai cái cục đỏ đỏ ao trên gò má vậy? Còn thả môi nữa. Trời ơi, bữa nay con làm cái gì mà lạ dữ vậy? Hả, Xuân? Dạ. Nhỏ này làm cái gì kỳ vậy cả? Trả lời cho ông ngoại biết nè. Ừ, dạ. Cái vụ gì mà đám cưới Việt Kiều vậy á, đại tiệc chia tay gì đó là sao? Có không? Tin lan nhanh dữ vậy luôn đó hả ngoại? Trời đất ơi, đâu có nhanh diện như đâu con. Cả làng cả xóm này ai cũng biết hết trơn rồi. Cười cái gì, trả lời cho ngoại biết coi, vụ đó là sao? Thôi ngoại bình tĩnh, để con rót miếng trà cho ngoại uống nha. Sau đây cái con kể cho ngoại nghe. Khỏi cần uống, kể từng chi tiết một cho ngoại nghe coi. Ok ngoại. Cái gì nữa, bữa nay ăn nói kiểu gì vậy hả? Ok gì đây? Nói tiếng Việt rõ ràng, nói tiếng mẹ đẻ rõ ràng, không ok kiết gì chân đó. Ok dạ ngoại. Thì chuyện là vậy nè. Sao? Là vậy đó ngoại. Ngoại nhức đầu với con quá Xuân ơi. Trời ơi. Con mới quen cái người đó mới có 1 tuần lễ thôi. Có tìm hiểu kỹ càng gia cảnh của người ta, tính tình ta làm sao không? Mà con đòi là làm vợ người ta. Rồi làm đám cưới. Rồi đi thông báo cả làng ta sớm biết hết làm sao. Ngoại, chuyện của con thì con hiểu rõ nhất chứ bộ. Ba mẹ ảnh cũng đã biết con rồi. Con cũng đã chuẩn bị làm giấy tờ xong xuôi hết trơn rồi. Con nhất định là sẽ qua bên Mỹ, con không chịu đâu. Trời con ghét ngoại. Trời đất ơi, ghét ngoại hả? Mày ngon nha. Tao cho cái ly này á.
vô cáo bây giờ chứ mà đừng ghét ngoại. Nuôi mày từ nhỏ tới lớn bây giờ, tự nhiên bây giờ sắp tuổi lấy chồng cái đâu phản bội nữa mày. Nè nghe, đâu đó cho đàng hoàng nghe chưa, yêu đương thì nói thẳng với ngoại, kêu thằng đó tới đây nói ba má nó tới đây nói chuyện với ngoại đàng hoàng, rồi coi ông ngoại coi tình hình có được khả quan thì ông ngoại mới tính tiếp, còn không cắt đứt. Ngoại, con hét ngoại. Hét trên tay với ngu nghe nghe nghe, tao vô qua tao quýnh cho tao mất ngủ luôn nha. Con với cái trời ơi, nó chăm trà nóng mà không nói cho ngoài nó biết luôn. Cái con nhỏ này thiệt là hết nó nổi luôn. Ôi, đẹp quá bà. Mẹ, cái tấm này xuất sắc nè, giống như mình nè. Trái cây giống chỗ mình trồng ghê chưa. Trời ơi, mà cái tấm này mới hay nè. Hình tùi khoái, tấm này nè, nó giống chỗ trái cây mình. Trời ơi, đó, tấm này cũng xuất sắc. Trời ơi, hình chụp y như còn dễ vậy ha. Xuất sắc. Hay quá. Thấy trái cây là chỗ giống chỗ mình xuất sắc. Đẹp ghê. Quá trời. Nào. Hello everybody. Yeah. Xin chào mừng tất cả quý bà con đã có mặt trong cái buổi triển lãm ngày hôm nay của Tony. Thế này quý vị ạ, thì ngoài những mà tác phẩm nghệ thuật kinh điển của Tony mà quý vị đang đi xem ở đây, thì cái niềm cảm hứng lớn nhất mà Tony luôn đau đáu trong lòng đó là một người phụ nữ mà Tony chuẩn bị giới thiệu ở đây. Xin quý vị hướng mắt về phía trước và cho một tràng vỗ tay thật lớn to dã man để chào đón Mr. Spring. Cái gì? Bán xì tin hả? Không phải. Cái gì? Spring. Cái gì? No. Thì nói chung là cô Xuân. Trời ơi, tin tin gì biết. Con Xuân nè. Sao tin? Mới lại bẻ dữ trời. Đẹp gái hả? Đi chống mặt có bợi. Vỗ tay đi bà con nè, vỗ tay đi bà con. Cho mắt. Tôi muốn dặn nhưng cái áo nó chói quá. Hôm nay sao nó lung linh dữ trời. Tưởng đang ta làm triển lãm lớn mà bà giỡn vậy. Hello bà con, cô bác. Xuân very happy khi được làm, được chọn ảnh đại diện. Được anh Tony yêu quý. Rất cảm ơn bà con cô bác đã go đến đây để xem. Very happy mọi người rất nhiều. Nói gì mình go gì? Đâu không hả? Đâu có đâu. Đâu có nữa. Sao vậy? Xuân mắc cỡ. Mắc cỡ cái nói chuyện không nghe luôn mời. Nói mà cái miệng tôi luôn đó bà. Kính thưa quý bà con, kính thưa Xuân. Sở dĩ mà bà con thắc mắc là tại sao Tony lại chọn Xuân là tại vì không biết phải nói làm sao, nhưng mà khi mà Tony mà gặp Xuân ấy thì Tony có cảm giác như là Xuân là một đại diện cho một người phụ nữ Việt Nam, gọi là điển hình đúng không? Đấy là điển hình thưa quý vị. Còn đầu tiên mình về thế này Xuân à. Nhân có mặt em cùng đông đủ bà con trong cái buổi triển lãm ngày hôm nay thì anh có một cái bất ngờ nho nhỏ dành tặng cho Xuân. Anh nhắm mắt lại đây. Bây giờ em hãy giúp anh cùng nhau vén tấm màn này lên để cho mọi người được chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật của anh và em nhé. Làm sao? Thì làm đi.
Kính thưa quý vị, đa đa. Ô, trời đất ơi. Ôi, ôi nén xuống nghe đúng không bà? Trời ơi, mấy đứa nhỏ không xóa mình nữa. Trời ơi, lại coi. Nó nói cái gì vậy? 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 Nói đúng rồi, con nít mà đánh nó vậy ảnh hưởng tâm lý của nó dữ lắm. Vậy nít là có chuyện gì mình cứ nói với nó thôi chứ. Quýnh bằng chổi nữa mới chịu. Không phải đâu. Anh rõ ràng đây. Rõ ràng đi đẹp hình đó luôn. Rõ ràng là sao? Nó xém khóc luôn kìa bà, thấy không? Vậy nít là phải yêu thương nó. Chứ ai đâu. Trời ơi, có gì thì nói với nó một tiếng là nó nghe đúng không? Không phải vậy đâu. Không phải vậy đâu mà. Trời ơi, hai đứa nhỏ mà té khóc luôn bà. Xuân ơi! Trời đất ơi! Má trời của đất! Xuân! Xuân! What's wrong with you, Xuân? Anh bỏ nha! Anh mà nói một từ tiếng Anh nữa là tôi quất anh liền đó! Sao anh như vậy? Em chả phải em nói là em thích nghe anh nói tiếng Anh à? Tại lúc đó tôi mù quáng nên tôi mới đi theo anh chứ bộ! Thôi bây giờ em nghe anh nói này, mình bỏ đi. Rồi em với anh á vào trong còn tiếp khách nữa, bà con đang đứng ở trong nhà kìa. À, tôi không có đi đâu hết trơn á, còn chưa đủ nhục nhã hay sao? Bây giờ tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, anh xé cái tấm hình nó ngay lập tức. Tôi sẽ theo anh qua Mỹ, tôi sẽ ở với anh tới già. Còn mà không á thì tôi không đi đâu hết á. Đi qua Mỹ? What is talking about, Sướng? Cô đang nói cái gì vậy? Cô đi qua Mỹ với tôi à? Làm sao? Bây giờ em muốn lật lọng đúng không? Giấy tờ tôi cũng đã đưa cho anh hết trơn rồi, anh không bảo lại tôi qua Mỹ nữa hả? Cái vấn đề giấy tờ thì tôi có ký. Nhưng cô nên biết là không phải bảo lãnh cô đi qua Mỹ. Cô hiểu không? You know? Cái giấy tờ đấy là tôi được toàn quyền sử dụng hình ảnh của cô. Còn những bức hình mà về chủ đề mẹ mìn của cô ấy thì tôi sẽ tung ra cho toàn thế giới được thấy. Làm sao? Còn cô nghĩ là đi qua Mỹ với tôi hả? Cô nhìn lại mình đi. Hả? Cô đừng có mơ. Nhá. Ôi, bây giờ tôi không theo anh qua Mỹ nữa. Anh gửi cái tấm hình đó xuống giùm tôi đi. Tôi năn nỉ anh. Tôi đã nói rồi. Tôi sẽ không gửi xuống bất kỳ tấm hình nào cả. Thế anh... nhá. Cô An. Dạ. Tôi kiếm cô sáng giờ nè. Ủa anh Đức kiếm em chi? Tôi thấy ở trong vườn mình á, mấy cái đồ nhựa này quá trời nhiều luôn. Tôi lụm lại, cô cho tôi xin về bán kiếm thêm được không cô? À, dạ mấy cái này được mà, chuyện nhỏ không có gì đâu. Với lại lần sau có chuyện gì á, anh cứ hỏi anh Quân với anh Đạt đi, kiếm em chi cho cực vậy? Tôi đâu có biết, tôi thấy cô An là người thân tín của bà chủ. Cái gì bà chủ cũng tin tưởng cô nhất, nên tôi kiếm cô hỏi cho chắc ăn. Anh thấy vậy thiệt hả? Dạ đúng rồi, ai cũng thấy như vậy hết đó cô. Chuyện gì quan trọng á, bà chủ cũng giao cho cô hết. Cái gì cũng nghĩ tới cô đầu tiên. Cô không phải là người thân tín với cô bà chủ thì còn ai vô đây nữa? À, dạ, vậy mai mốt có gì á, anh cứ hỏi em ha. Dạ, cảm ơn cô. Vậy bây giờ tôi đi gom hết mấy cái chai kia nha cô. Dạ. Dạ, chào cô. Vậy tính ra mình là thân tín của cô Phúc hả ta? Chắc là do ha, mình gặp cô mỗi ngày, xúc với cô gần quá nên mình không có nhận ra. Chứ người ngoài người ta sáng suốt quá trời, nhìn cái biết liền à. Được làm thân tín của cô thích thiệt á. Mình sẽ cố gắng làm việc thật tốt để mãi mãi là thân tín của cô. Yes. Mãi mãi là thân tín. Mãi mãi là thân tín. Dạo này tụi con làm việc rất là tốt, nhất là con đó. Doanh thu của công ty tăng lên đáng kể là nhờ con. Dạ vậy Phúc quá lời rồi. Mà con công nhận lúc này công ty mình phát triển thiệt đó gì.
cứ cái đà này nha, không chừng sau này sẽ còn xuất khẩu được nhiều nơi khác nữa. Sắp tới chúng ta sẽ có một hợp đồng lớn. Nếu như xúc tiến công việc với khách hàng này thành công thì chỗ đứng của công ty mình trên thị trường không đáng phải lo nữa. Chỉ có điều... Sao vậy? Sắp tới dì có một chút công việc ở trên Sài Gòn rất quan trọng, phải về lo một số giấy tờ. Cho nên cái việc mà gặp gỡ khách hàng á, dì cần một người tin cậy để giao phó. Chắc chắn là mình chứ ai nữa. Người này phải thật lanh lợi, thông minh, giỏi giao tiếp để làm việc với vị khách hàng có rất nhiều đòi hỏi này. Không phải lúc nào cô cũng khen mình là người thông minh lanh lợi sao? Yes. Dì sẽ gọi An vô để bàn giao công việc. An sẽ giúp con những cái việc lặt vặt ở trong công ty để cho con tập trung toàn lực lo cái việc tiếp xúc khách hàng nha. Con sẽ thay mặt dì quyết định mọi việc. Dì giao việc đó cho con. Giao hết cho con luôn hả? Dì tin tưởng con, chắc chắn con sẽ làm được. Dạ, con hứa con sẽ không làm gì thất vọng đâu. Cô An. Cái gì? Cô An. Công an. Bộ xưởng mình làm gì sai, công an kiếm anh. Đâu, tôi gọi cô là cô An. Tôi có gọi công an gì đâu. Anh gọi em hả? Trời đất ơi, vậy mà em nghe công an, công an. Tưởng là mình làm gì sai, công an xuống kiểm tra. Ok. Anh, nói nghe nè. Mười mốt á, có kêu em á. Cái ví dụ mình kêu là bé An, vậy nha. Đừng kêu quan quan lộn với công an. À, tôi là công nhân đi làm thuê, tôi đâu dám kêu vậy đâu. À, thôi cũng được, ví dụ như không dám kêu bé An á, thì anh kêu rõ lên, cô An. Đó. Dạ, dạ. Dạ, mà kêu em có gì không anh? À, đợt hàng lần trước ấy, thì tôi có làm xong hết rồi. À, bây giờ cô rảnh thì cô kiểm cho tôi, dùng tôi để tôi biết sai sao thì tôi còn sửa. Em rảnh hả? Rảnh là như thế nào? Em đâu có rảnh. Thì tôi nói cô đang rảnh mà, cô đang rảnh mà. Em nhắc lại và khẳng định một lần nữa với anh, em hoàn toàn không rảnh. Thì trước giờ ấy, thì cô đều chỉ tôi làm. Rồi có sao thì cô điều chỉnh cho tôi mà. Mà bây giờ sau nay cô lại căng quá vậy. An bây giờ khác rồi. An chỉ làm những cái chuyện lớn thôi. Ví dụ như là gặp khách hàng nè, hay là ký những cái hợp đồng lớn như thế này. Còn những cái công chuyện này á, chuyện nó rất là nhỏ, anh có thể tự làm được mà. À, nhưng mà tôi vẫn mong cô kiểm tra cho chất lượng sản phẩm ấy mà. Em đã nói rồi, con người mà muốn phát triển á, thì mình phải có trách nhiệm với công việc của mình, anh hiểu không? Những cái chuyện nhỏ này thì anh tự làm đi, em giao cho anh á. Anh ráng làm nha, em nói anh được là anh được ha. Chuyện nhỏ thôi, cứ làm đi. Lâu lâu được cái chuyện giọng sếp thích dứt sợ. Tập trung làm việc đi nhanh nha. Chào cô. Dạ chào anh. Ủa anh ơi, sao anh bỏ hết mấy cái bịch đó rồi vô thùng vậy? Rồi anh để mấy cái thùng nó lung tung vậy hết rồi sao anh biết cái thùng nào kiểm rồi, thùng nào chưa? À không có sao đâu anh. Tại em đóng xong cái bịch nào á, rồi em bỏ vô thùng, rồi đi giao cho người ta thôi. Tự kiểm hả? Cái gì? Anh tự kiểm hả? Dạ. Sao mà được? Em nói nghe nè, cái quy tắc của công ty mình là khi mạnh bỏ những cái bịch ngũ cốc rồi vô trong đây thì anh phải đưa qua cho em hoặc là An để kiểm tra cái chất lượng của nó, hoặc là kiểm tra cái thành phần ở trong đó. Anh biết không, nó đủ thứ hết, lỡ anh bỏ lộn bịch này qua bịch kia rồi vô đóng thùng vậy là chuyển ra cho người ta sai làm sao được. À, hồi sáng ấy thì tôi có nói với cô An. Dạ. Cô ấy kiểm, nhưng mà cô ấy nói là tôi tự kiểm ấy, tôi thấy được là được. Rồi cô ấy nói là bây giờ cô làm nhiều việc lớn lắm, nên là mấy cái việc của con thì cô ấy không có làm, nên là đừng làm phiền cô ấy nữa. Anh nói thiệt hả? Dạ. An nói với anh là kêu anh tự kiểm. Dạ, đừng tự làm kiểm. Phiền An. Trời ơi, trời.
anh sáng giờ sao rồi anh làm được mấy thùng vận chuyển người ta rồi? Mấy cái xe ba gác à? Trời đất ơi, chết tôi rồi. Ghê á, sao mình phải đi giải quyết mấy cái rắc rối mà do An gây ra vậy trời? Không được, cái này là phải để cho An tự chịu trách nhiệm đó, nó tự chịu trách nhiệm những cái gì mình gây ra, mai mốt mới biết sợ, mới biết rút kinh nghiệm. Anh chào anh. Dạ chào anh. À, anh khiêng hết mấy thùng vô cho em chưa? À, còn hai thùng nữa anh. À, anh giúp em khiêng hai cái thùng đó vô luôn nha. Dạ cảm ơn anh. Ủa? Ủa anh Nam. Em nói anh là giao hàng cho người ta sao tự nhiên nắm còn nắm đây hết trơn vậy? À, anh đặt anh bảo là mang về để kiểm tra lại. Kiểm tra lại hả? Dạ. Ủa anh Đạt, sao giao cho người ta không giao mà kiểm tra lại? Anh tính á là kiểm tra lại lần nữa rồi xong mình giao cho khách hàng á để cho nó chắc ăn. Chứ đâu có gì đâu, anh kiểm tra lại thôi. Dạ anh Nam nè, lần này anh Đạt kêu kiểm tra lại thì mình kiểm tra lại, chứ lần sau em dặn gì á thì anh nhớ làm nha, làm cho xong việc á chứ không có được quên vậy á. Anh biết sao, em là thân tín của cô Phúc nè, cô rất là tin tưởng em, nên là công chuyện gì mà em giao cho mọi người á, mọi người nhớ làm tốt nha. Dạ. Thì chắc chắn là sau này những cái công việc quan trọng, cái hợp đồng lớn cô sẽ giao cho em. Dạ. Thôi làm tốt đi, rồi có gì em tăng lương cho. Dạ. Dạ. Trời ơi, nay gan quá ha, quyết định tăng lương luôn hả? Trời anh, em là được cô coi trọng, rồi mấy anh em thì mình phải vậy thì mấy anh em mới coi trọng mình theo chứ. Thôi làm gì đi nha, em đi giải quyết công chuyện chút xíu. Dạ. Anh coi ra khiêng thêm thùng nữa vô cho em nha. Dạ, vâng. Chắc giờ lỡ rồi, mình phải thay An giải quyết cái mớ hỗn độn này chứ biết sao giờ. An làm sai thì mình phải sửa. Chứ An mà biết mấy cái hợp đồng đó thì Phúc giao cho mình, chắc An buồn chết luôn á. Hàng đó anh kiểm tra rồi, còn cái mớ sau á phải đợi anh kiểm tra xong mới chuyển đi nha. Rồi cảm ơn em. Mình có nên nói không ta? Thôi mình nói đi, đỡ buồn hơn là vậy. Phúc nói An. Dạ em đang định kiếm anh với anh Quân nè. Hả, tìm anh chi vậy? Định hỏi là hôm nay hai anh thèm ăn cái gì, em sẽ bao hai anh ăn, ăn chè, ăn bánh hay ăn kem cũng được. Hôm nay em có chuyện vui. Thôi cái đó tính sao đi, anh có chuyện muốn nói với em nè. Vậy anh nói đi. Thôi để lúc khác nói đi. Anh. Hả? Thôi nói đi. Thôi lúc khác nói đi. Thôi nói đi. Thì chuyện là vậy. Dạ vậy thôi lúc khác nói đi, vô cô kêu rồi kìa. Đi anh Đạt. Đây là bản hợp đồng mới của công ty với một đối tác cực kỳ quan trọng. Cô bận việc cho nên cô không thể đảm nhiệm được. Bây giờ cô quyết định giao hợp đồng này cho Đạt. Con giúp dì đi lo việc hợp đồng này nha. Dì tin là con làm được. Còn An, dạ. Con hỗ trợ dòng ngoài cho Đạt. Đạt cần cái gì con phải hết sức giúp đỡ nha. Đừng có bỏ bê kiểm kê sản phẩm giống hồi sáng, Đạt nó phải giúp con làm hết á. Dạ, con biết rồi. Con xin lỗi. Con sẽ rút kinh nghiệm lần sau. Có gì sẽ nhờ anh Đạt giúp. Có lần sau nữa hả? Dạ, không có lần sau. Ừ.
Thì ra người cô Phúc tin tưởng nhất là anh Đạt, chứ không phải là mình. Mình có thua kém với ảnh đâu. Nói thì trung thành á, mình trung thành hơn ảnh. Ngoan ngoãn nghe lời, mình cũng nghe lời hơn ảnh chứ bộ. Dạ vậy mình còn siêng năng, chăm chỉ nữa. Đáng ghét, nếu mà cô ra hợp đồng cho mình cũng làm tốt với bộ. Cái ông Đạt thì đáng ghét. Hôm nay mình chỉ quên chưa kịp kiểm tra sản phẩm nữa. Để vậy dành qua kiểm tra mét lại với cô, dành sự tín nhiệm của cô nữa chứ. Mình đúng là kẻ vô dụng. Đúng là kẻ vô dụng, đúng là kẻ vô dụng. Thất bại, thất bại, thất bại công an, thất bại. An ơi, thất bại của An ơi. Mày là kẻ thất bại, thất bại. Mà chưa đâu, chưa hết đâu. Chứ là chỉ hơi mới chấm chấm vui thôi. Anh nói này em còn vui hơn nữa nè. Sao? Bây giờ á, là sau khi cái kế hoạch của em á, thì máy móc vận hành ok. Thấy chưa? Nông sản ok. Sản phẩm ok. Nhưng mà ngặt một cái á, là cái nguyên liệu đầu vô bên mình đang bị thiếu. Thấy chưa? Là bắt đầu có vấn đề. Nhưng mà không sao. Chú Chính á, mới nhờ anh qua đây nói chuyện với em. Là nhờ em á, là thu mua thêm nông sản của bà con xóm này nè. Còn cái bà con mà trên xóm anh á, là anh coi như anh thu mua xong hết rồi. Cái gì quá, nhờ em hả? Em? Đúng rồi. Tại vì sao? Tại vì em á, là cũng rành về nông sản. Bây giờ là em định giá nè, rồi em kiểm tra chất lượng để em thu mua. Thấy em quan trọng ghê không? Mà chưa hết đâu nha. Em là cái người mà đứng ra thu mua như vậy á, là sao? Là để cho bà con xóm này có một cái điểm tựa, là người ta trồng xong hết rồi, người ta bán hết cho em, là con phải đầu ra, rồi bà con sẽ tin tưởng em hơn. Lúc đó ha, em giống như là bước lên một tầm cao mới vậy đó. Dạ. Anh Sáu nói vậy thiệt vui, 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 vui. Nói hổng nên lời luôn anh Sáu. Vui bụng á anh Sáu. Thấy chưa, thấy chưa, anh nói cho em nghe. Bên công ty kia không chịu trọng dụng em, thì bên đây để anh trọng dụng em. Nhân tài như em mà để không như vậy là rất là phí. Em hiểu không? Dạ. Anh nói đúng. Em sẽ nghe theo lời anh. Vậy thì hợp tác thành công. Dạ. À, anh Đạt. Vậy? Em đợi anh á. Đợi anh hả? À? Gì vậy? À, em đợi nãy giờ luôn, anh về. Em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì? Anh mới đi lo mấy cái hợp đồng xong nè. Bà Ba ủa ở ngoài đầu đường nè. Rồi sao? Dì tiểu đường rồi hả? Không phải. Phát hiện ra hả? Không phải. Bà mới mở tiệm chè. Rồi nhiều món chè ngon lắm, bà nói vậy á. Bà nói là hẹn cả công ty mình qua ăn. Anh đi với em nha. À, tại vì em muốn mời anh á, để cảm ơn anh chuyện mà anh tặng cho em hũ kem. Ờ đúng rồi, cảm ơn gì mà cảm ơn. Đó bình thường thôi mà. Có gì thì cứ nói anh, đợi anh em đi chung nha. Dạ, tại vì rủ anh chứ đi mình buồn lắm. Có anh cái gì anh em đi chung với nhau, thân thiết. Cứ định vậy nha. 5 giờ chủ nhật tuần này nha. Quán chè bà Ba ù em đợi anh á. Rồi. Nhớ đúng giờ nha. Dạ, cảm ơn Chính nhiều nha. Rồi coi như là ngày mai là trong ngày mai thôi. Em sẽ cho người qua thu mua mới nông sản bên anh ha. Dạ, anh kiếp đồng cho em cái hai chỗ đây đây. Dạ rồi, đây nữa, đây nè. Rồi anh giữ bản, em giữ bản ha. Rồi cảm ơn Chính nhiều nha. Dạ dạ anh. Sao để em đưa. Thôi đi từ cẩn thận em Chính ơi. Xong. Ê. Alo, sao hả? Em nè. Rồi, coi như là cái vụ mà bên
thu mua nông sản bên ông Chính là em lo xong rồi nha. Dạ rồi, ký hợp đồng xong luôn rồi. Đó, anh coi chuẩn bị chuyển tiền cho em nha. Dạ dạ. Rồi, ok ok. Dạ dạ dạ. Trời đất ơi, nhìn cái hợp đồng mà nó sung sướng cuộc đời. À mới nữa. Alo. Em nghe anh ba ơi. Bận biểu quá, em thiệt bận biểu lu bu lắm. Em nói với anh rồi đó, cái em thỏa thuận với anh cái giá nông sản bên anh. Rồi anh nói sao, nói để bàn lại với chị ba đó. Giờ chị chịu chưa? Chứ giờ em gấp lắm, không được, chắc em không mua. À được ha. Đó em biết ngay mà. Đó vậy, đó thuận mua vừa bán, nhanh gọn lẹ lắm. Rồi không có nói nhiều. Chiều nay, trong chiều nay luôn cũng được. Em qua bên anh em đặt cọc trước nha. Rồi đặt cọc trước rồi sáng mai tới trưa mai rồi có người qua thu mua nông sản luôn, chở hết về. Vậy nhanh gọn lẹ. Ok anh. Xong. Khỏe rồi. Alo. Sáu. Bên ba xong luôn rồi, chuyển cho em hai cái luôn nha. Chuyển qua bắt đầu đặt cọc ta rồi tiền này tiền nọ nha, phần trăm của em luôn chắc kiểu nha. Dạ rồi, chào anh. Yes. Phải công nhận nha Đạt, từ ngày mà em hợp tác với công ty anh á là phải nói thành công đại thành công. Thôi anh nói quá, em nói thiệt nha anh Sáu, tính ra là phải nhờ anh với lại chú Chính. Trời ơi, hai người làm ăn rớp rẻn quá, cho nên là em mới có cơ hội để mà em làm mọi chuyện nó thuận lợi vậy đó chứ. Trời ơi, chưa đâu, cứ cái đà này đi ha. Dạ. Anh với em á là coi như là hợp tác dài. Dạ. Nói nghe nè. Thôi à, sẵn cái niềm vui hôm nay, cho phép em mời anh Sáu đi ăn uống gì đó một bữa nhẹ nhẹ, được không? Bữa anh Sáu hứa với em rồi đó, nhớ bữa em điện thoại em nói cái anh Sáu nói là ok không? Thôi tự nhiên đâu mà khách sáo dữ vậy? Thôi để cho em mời anh một bữa ăn uống nhẹ, đâu có nhiêu tiền đâu anh, đạm bạc. Thôi trời ơi, cái chuyện anh em mình hợp tác thì thành công là cũng vui. Thôi đảm bảo không chịu, ăn nhà hàng chịu không? Thì nhà hàng nha. chờ anh chút. Dạ. Alo, tập hợp mấy đứa lại nha, tất cả các khâu luôn. Hôm nay anh Suối bao mấy đứa quẩy một chầu cho đã. Xong rồi đó, vô. Trời, ở đây có quá trời chè luôn nè. Công nhận nha, bà ba ồ giỏi thiệt á. Chè chuối, đậu đen, ý có món đậu xanh mình thích nè. Anh Đạt thì thích ăn chè đậu đỏ, tí anh tới cái mình sẽ kêu một đĩa chè đậu xanh, một đĩa chè đậu đỏ, cái mình đổ vô chung mình thành chè uyên ương. Ủa có nước ngọt nữa. Để anh Đạt nha. Sao lâu quá vậy ta? Cái gì kỳ vậy? Gọi từ nãy giờ mấy chục cuộc luôn không bắt máy. Nó đáng thiệt á. Có lâu bao giờ mà hẹn gái người ta mà cho đợi mấy tiếng đồng hồ. Lát con kêu chè sao nha cô, con đang đợi bạn. Dạ. Ừ.
uống một đống ly nước của người ta luôn rồi đó, mà còn chưa tới nữa. Quá nè. Anh thì là quá đáng luôn á. Sao anh cho em leo cây vậy? Vậy gì ăn ai thích leo cây tự leo chứ anh cho leo nào. Anh xỉn hả anh Đạt? Anh buồn quá rồi. Sao tự nhiên buồn? Buồn chuyện gì? Anh cho em leo cây, em mới là cái người buồn người giận nè. Bây giờ anh tới gặp em nè. Anh nhậu đúng không? Em nghe người nồng nặc mùi rượu nè. Tôi buồn quá. Buồn chuyện gì? Phải nói chứ. Không ai để ý tới anh hết trơn á. Cuộc đời này không ai để ý tới anh. Anh sao vậy? Mà mới đi đâu về vậy? Đó, đi nhậu đó. Mà buồn cái là rủ có một người. Một người là vậy nè. Anh rủ một người. Một người là vậy nè. Anh ngồi cái bên nữa chứ. Đỡ. Rủ một người. Nó ra 18 người. Đã tiền chết luôn. 18 người? Ở dưới đây đâu có quen với ai mà nhiều dữ vậy anh Đạt? Thì ai biết đâu. Chứ nó lỡ nó rủ ra đông tới vậy thì mình mới trả tiền á. Thì ra anh cho em leo cây chờ cái buổi á là anh đi nhậu với 18 người bạn gì đó của anh á hả? Anh biết, anh cũng tranh thủ anh về nè. Nhưng mà không có về được, tại phải ở lại cuối để trả tiền. Giờ này mới về, còn về không được nữa thì thôi khỏi về, xong ở đó luôn đi. Thôi, anh xin lỗi mà. Để mai mốt mua quà anh tặng cho em, coi như đền bù. Đi, mua quà đền bù gì em không có cần quà của anh hết đó. Nè, nói cho anh biết nha, em không bao giờ hẹn anh nữa đâu. Sao vậy? Sao không hẹn anh? Anh cho em leo cây mà hẹn anh gì nữa? Không mua quà anh bình bù cho. Không có lấy quà luôn. Thấy gì thấy không? Thấy gì không? Thấy không? Thấy cái gì? Thấy ly nước không? Giọt nước rơi khiến lòng ta tan tan, từng xác hoa bay tàn theo. Này là thôi uống miếng nước. Tỉnh luôn á. Tỉnh vậy biết tôi. Đi vô ngủ. Anh ơi là anh, trời ơi không có sao. Đi vô. Đứa nào? Cái gì? Đâu mà yêu. Đi vô. Yêu rồi sao? Thiệt á. Anh ơi là anh. Té em bây giờ nè, té. Trời ơi. Sao anh kêu cái bỏ đi luôn vậy? Sao vậy? Nói chuyện với anh đi. Kêu em gì? Thì hỏi sao giận anh vậy? Không dám. Làm gì dám giận anh. Có thời gian á thì để anh đi nhậu với 18 người anh em bạn nhậu gì của anh đó. Ủa sao em biết vụ 18 người đó vậy? Anh nói chứ ai? Bộ xỉn không nhớ mình nói gì hết hả? Chết cha. Nó nói gì bậy bạ không trời. Mà em thấy anh kỳ lắm nha. Gì đâu kỳ, anh bình thường mà, anh đâu có gì đâu. Cho em leo cây đã đành. Còn đi nhậu với mấy người nào không biết là ai nữa.
Bộ có gì giấu em hả? Anh đâu có giấu gì đâu, thì nó là mấy người bạn của bạn vậy thôi. Rồi tại anh xỉn cho nên anh quên. Bạn của bạn xỉn quên cho người ta leo cây. Với lại cái đó tại vì cái hẹn em ép anh cho nên anh mới dễ quên, chứ thí dụ anh hẹn là nó khác hả? Em ép anh hả? Gì? Là anh nói là anh cho em leo cây là lỗi của em hả? Không, anh đâu có nói vậy đâu. Anh không nói vậy chứ anh nói làm sao? Thôi được rồi, kể từ bây giờ em không bao giờ rủ, không bao giờ ép anh đi đâu nữa đó. An, tự nhiên giận anh vậy trời. Ủa mình nói gì bậy vậy? Ủa mình có nói gì sai không ta? Xịn quá không biết gì đâu. Bia rượu sợ thiệt chứ. Mình có lòng tốt, rủ đi chung. Mà nói là mình chèn ép hả? Nè, được rồi nha. Tu nói một lần nữa nha. Tu sẽ không bao giờ rủ đi nữa. Coi thường tu chứ gì. Đừng có nghĩ là tôi không có giá nha. Tôi con gái là tôi có giá. Ôi giời ơi. Cái gì vậy trời ơi? Đi mà không nhìn đường nhìn sáng hết trơn vậy? Đau muốn chết luôn vậy? Sáng sớm mà gặp gì không? An, tiền đâu mà cho mà xin. Xin cái gì? Không nhận ra anh hả? Trời ơi, anh đi. Em nhớ anh lắm. Trời ơi, anh cũng nhớ em quá trời luôn á. Ủa, anh đi đâu vậy? Sao tự vậy đấy? Bộ có chuyện gì hả? Không, ở đây khó tìm đường lắm á. Thì khó sao bởi... tìm đường? À, ba mẹ anh chị đúng không? Trời ơi, giỏi quá. Không có cho anh nói luôn á, hỏi quá trời quá đất à. Phải để cho anh trả lời chứ. Anh nói đi. Tại gặp anh em mừng quá. Em đi đâu mà mấy tháng nay á, không có về, cô chú lo quá trời á. Cô chú nhờ anh xuống đây kiếm em nè. Mà anh cũng lo cho em nữa. Xạo, tự nhiên lo cho em. Nói chứ tại vì em về đây thì cũng ít liên lạc á. Thôi em xin lỗi. Trời, anh về đây em vui quá à. Cô chú á, có gửi cho em ít quà. Mà trong đây còn có quà của anh nữa nha. Dạ em biết rồi. Nhưng mà em nghi quá. Nghi chắc gì? Là em không về, ba mẹ em phái anh xuống đây để thám thính tình hình của em không? Thám thính gì mà thám thính. Cô chú lo cho em á, cho nên mới nói anh xuống đây nè. Anh cũng lo cho em nữa. Bởi vậy anh Thiên của em là số 1. Bởi vì anh lúc nào cũng ở trong lòng của em, không bao giờ ai qua được. Anh Thiên đi đường chắc mệt rồi ha. Xuống đây kiếm cũng vất vả. Thôi nắng vậy đi, em dẫn anh về chỗ em ở, lấy nước cho anh uống. Đi. Anh xách nặng không? Có cần xách phụ không vậy? Thôi đi, xách phụ gì, muốn lấy quà chứ gì. Anh là hiểu em nhất. Đi nhanh lên, nắng quá anh, đi. Nắng quá, để em che cho anh Thiên nha. Anh Thiên thấy cảnh dưới quê đẹp không? Ừ, nhưng mà anh thấy em đẹp nhất á. Xạo quá. Chuyện cũ vậy mà em còn nhớ nữa hả? Nhớ sao không nhớ? Trời ơi, cho anh nghe nha. Ngày xưa em á lại mê anh lắm luôn á. Trời ơi, hồi xưa đẹp trai nè. Mà lúc nào cũng mặc đồ đẹp, cool boy á. Ủa chứ giờ anh không đẹp hay sao? Nói vậy rồi giờ còn mê anh không? Giờ hả? Ừ. Đào để coi. Bây giờ nha, anh á chỉ cần mà kiểu mà để tóc lại giống như ngày xưa và mặc bộ đồ như ngày xưa ngầu ngầu vô mà mê liền lúc đó nha. Chị bồi lại. Anh Thiên ơi, chơi xin chào hù đi. Nói vậy rồi có nhớ cái nick Yahoo của anh là cái gì không? Trời nhớ sao không nhớ? Nhóc ác, nhóc chảnh, không rảnh yêu em, đúng không? Đúng rồi, chính xác. Anh cũng nhớ cái nick của em nha. Cũng đâu có vừa với anh đâu. Cái gì mà cô bé ngốc nghếch, muốn chết vì yêu, đúng không? Mê anh mới lập cái nick đó đó. Trời ơi, làm thế ghê không? Em kiếm ai vậy? Không có, em còn không có ai ở nhà. Em mới dám kể anh chứ lỡ ai nghe em mê chết luôn á. Sao vậy? Đó, cái lúc mà anh em biết nhau á nha, cái em mê anh mà, cái em về em đứng giữa nhà em nè, em tuyên bố với cả nhà em luôn là nếu như trong cuộc đời này
con không lấy được anh Thiên thì cả đời này con hứa con thề là con không yêu ai, con không lấy ai nữa. Thôi ba mẹ em đóng cho. Ba mẹ nói chứ gì? Mày nhớ xíu, yêu đương cứ hỏi gì từ từ lớn hơn đi. Rồi biết không? Em giận, em buồn, em khóc quá trời luôn. Trời em tự thực 3 ngày luôn. Em không ăn, không uống gì luôn. Ba mẹ thấy em ốm tội nghiệp, năn nỉ em mới ăn lại đó. Nó là hứa là lớn lên sẽ đi qua dạm hỏi anh cho em. Ghê chưa? Anh có giá chưa? Vậy giờ lớn rồi nè. Rồi chừng nào tính qua dạm hỏi anh đây? Chào anh. Tôi là Thiên, tôi là bạn của An á, tôi vừa trên thành phố về. À, Thiên hả? Ừ, tên vô nghĩa chứ. Dạ. Gì? Anh không cần phải chào hỏi gì người ta đâu. Thí dụ như mà mấy người mà biết lịch sự á, là thấy bạn của bạn mình á thì tự động ra chào hỏi trước, chứ phải ta chào hỏi xong ta bắt tay nè. Thiên hả? Tên vô nghĩa chứ. Mình đứng đây làm cái gì? Nói chuyện đi. Ủa trời, để ý tôi chi? Ủa, chỗ người ta nói chuyện riêng tư mà tự nhiên đi lên đây đứng làm sao? Nè, nước có 2 ly, chứng tỏ chỉ có 2 người ngồi nói chuyện nhau thôi, không có người thứ ba. Thì đuổi tôi xuống rồi tôi xuống, có gì đâu, nghe bình thường. Cái người mà người ta biết tự trọng á, người ta cảm thấy là biết điều á, là người ta tự động, à thôi hai đứa à, lâu gặp lại ngồi chơi nha, anh đi xuống bếp đồng chuyện. Chứ đâu cần để đuổi, đâu cần để nhắc. Không, tôi lên đây là có lý do, chứ không phải không. Tại sao giờ này ăn chưa nấu cơm, là nguyên nhà rồi nhịn đói, chờ ăn. Sáng em đang đi chợ, chưa kịp mua gì gặp anh Thiên, cái em về đây, em quên luôn. Hay quá ha, dữ, có bạn bè mà, binh bạn bè, nhịn ăn luôn. Thì lấy em đi cũng được vậy, anh đâu cần ăn đâu, anh đợi từ từ mở nó tan ra rồi. Anh no. No cái gì? Mình không ăn mới để người ta ăn. Thì lấy em đi chợ, anh tiếp bạn mới đã. Nhịn chết một mình đi, đừng lôi theo người khác. Ủa? An, ảnh là gì của em vậy? Ảnh là anh Đạt, đồng nghiệp của em á. Đồng nghiệp thôi hả? Dạ. Vậy mà nãy giờ anh tưởng ảnh là người yêu của em. Cái gì? Người yêu của em? Ừ. Trời. Anh tưởng vậy hả? Ừ. Biết sao không? Tự nhiên ảnh ra ảnh khó chịu với anh á. Xong rồi ảnh... cái ánh mắt của ảnh á, giống như là anh chuẩn bị cướp bạn gái của anh không bằng. Cướp bạn gái? Anh Thiên ngồi xuống nước. Anh đi đường mệt. Không lẽ anh ghen hả? Nếu vậy em chọc cho anh tức chết luôn. Ủa nhỉ? Dạ, anh Năm hả? Chờ em xíu nha, em qua liền anh Năm. Dạ. Anh Thiên hả? Em biết rồi. Trời ơi, anh dễ thương quá à. Cái gì kỳ vậy? Ủa, phải đứng lại hỏi thăm mình câu hai câu chứ sao đi luôn vậy? Em không tin là em không chọc tức được anh. Cười cục. An. Anh Thiên hả? Đợi chút, thầy dùng con gì? Dạ. Trời ơi, em biết mà. Trời ơi, anh kỳ quá, chọc em hoài à. Cướp máy đi. Gì anh đừng có làm phiền lắm chuyện với anh Thiên. Thiên Lôi hả? Tạm thời ngược rồi kêu anh Thiên vậy. Trời đang mưa đó, cẩn thận á. Anh thầy kể em thích nói chuyện với anh Thiên ngược thì được không? Tại vì tụi em muốn ngồi quen được thời gian chờ về với tích thôi. Không muốn làm gì đó làm. Anh tính vô nhờ em soạn giùm anh mớ hợp đồng cũ mà hồi đó thu mua nông sản. Thì để nay anh rảnh không có gì làm, anh tính kiểm kê lại sổ sách. Anh rảnh chứ em đâu có rảnh đâu. Thiệt, em bận nói chuyện điện thoại với anh Thiên rồi. Rồi với lại lát
trời đẹp đẹp á, em dở anh Hiên đi dạo nữa. Thì nha, thôi cứ tranh thủ làm cho anh cái soạn cho anh mới hợp đồng rồi muốn làm gì làm. Hôm nay mưa gió, cứ rủ anh Thiên, à không nói rủ, lôi anh Thiên đi dạo đi. Em biết rồi. Nó với lại gọi lại cho ảnh, con quay cái điện thoại lại, chứ nãy giờ chắc ảnh không nghe gì đâu. Cái anh này, từ từ người ta soạn, người ta mượn rồi. Trời đất ơi, hẹn người ta ra gốc mít, đứng chờ nãy giờ cho mũi chích, không thấy đâu. An ơi là An. Sao anh kêu cái bỏ đi luôn vậy? Sao vậy? Nói chuyện với anh đi. Không nhận ra anh hả? Trời ơi, anh đi. Ừ. Em nhớ anh lắm. Trời ơi, anh cũng nhớ em quá trời luôn á. Vậy giờ lớn rồi nè, rồi chừng nào tính qua dạm hỏi anh đây. Ừ. Chào anh. À, Thiên hả? Ừ, tên vô nghĩa dữ. Trời. Trời đất ơi, hẹn người ta ra gốc mít, đứng chờ nãy giờ cho mũi chích, không thấy đâu. An ơi là An. Chắc chắn á, thấy mình với anh Thiên, anh sẽ tức điên lên cho coi. Hỏi tại sao hai người thân thiết tới như vậy. Buông tay ra nhanh. Anh biết sao không? Em với anh Thiên á. Cảm ơn. Tôi mà không bật dậy gấp chết hai người vậy thôi. Ủa gì kỳ vậy? An, bộ hôm qua giờ nhớ anh dữ lắm hay sao mà ông ta anh cứng ngắc vậy? Dạ, anh này, chọc em hoài à. Thì lúc nào em cũng nhớ anh mà. Anh Thiên nhìn cái gì vậy? À không, anh nhìn. Thôi đứng đây nắng quá, mình về nhà nghỉ. Thôi về nhà nghỉ. Về nhà nghỉ là đi về nhà nghỉ ngơi á. Thì anh đi về nhà em nghỉ. Thì đi. Giữa đường mà nắm tay mình cứng ngắc gì, không biết có ý gì không nữa. Anh Thiên, đi nhanh lên, nắng quá nè. Kỳ vậy ta. Anh Thiên nói á, giống như là ghen khi mà bị người ta giật bạn gái của mình. Mà anh đâu có gì đâu. Hôm nay mình làm chưa đủ đô, phải tăng đô nữa hả? Nào bây giờ. An, anh mang xài lên cho em ăn nè. Dạ, ngồi đi, anh ăn đi. Alo. Em bận rồi. Công ty có việc gì nhiều đâu mà bận. Ủa mắc cười quá à. Mọi người lớn hết rồi, ai cũng đủ tuổi trưởng thành rồi, sao lúc nào cũng phải nhờ vả em, cái gì cũng phải có em mới được hả? Không có em một ngày đâu có sao đúng không? Lớn hơn tự kiếm gì ăn đi chứ. Anh biết sao không? Tại vì hôm nay á,
Anh Thi anh hẹn với em đi ăn nhà hàng. Ủa, anh đâu có hẹn. Ở trên thị xã mới mở nè, nên em đâu có nấu cơm được đâu. Mà anh Đạt có coi phim không? Chỗ trong phim nha, hai người nam và nữ dẫn nhau vào trong nhà hàng, với ánh nến lung linh lãng mạn, lập lòe. Trước mặt có một đóa hoa và hai ngọn nến lung linh. Trước mặt cũng có thêm hai dĩa bò bít tết nữa. Rồi người nam cắt một miếng bò đút cho người nữ ăn. Sau đó người nữ cũng cắt một miếng bò. Cái người nữ cũng... cái gì vậy? Chưa có cái chuyện xong mà. An ơi. Bất lịch sự. Dạ. Anh đâu có hẹn em đi ăn trưa đâu. Anh tưởng là em nấu cơm nhà cho nên anh hẹn bạn cũ anh á ở xóm bên đi ăn trưa rồi. Không sao đâu, anh cứ đi với bạn anh đi. Có chắc là không sao không? Hay là em đi? Em nói không sao đâu, anh cứ đi với bạn anh đi, kệ em ở đây quen rồi. Vậy em tự kiếm gì em ăn ha. Vậy thôi anh đi nha. Em ăn đỡ xài đi. Anh đi nha. Chu rồi ăn đau bao tử sao? Ủa đi thiệt luôn hả? Anh Thiên! Thiên! Trời đứa ơi! Cuối cùng phải nhịn đói hả? Ngon cống cuối ở rồi! Nghĩ tôi chút xíu được không? Trời ơi! Đói bụng quá! Ăn hết dĩa giò này chắc đau bao tử luôn. Ôi đau. Ước gì bây giờ có cái đùi gà. Thêm một tô xíu. An. Trời no quá luôn à. Ủa trời ơi, em ăn gì ăn gì cho bạn xài vậy? Trời ơi, em với anh Thiên đi ăn nhà hàng. Xong rồi ha, ăn no quá bây giờ no mà tức bụng luôn sợ không tiêu nè. Ăn hai với bò bít tết. Rồi xong rồi ăn chán miệng ra xét á. Này là dư nè, đem về ăn không có nổi nữa. Ăn nữa sợ lát không tiêu, khó thở. Không có chịu no luôn. Làm anh với dì Phúc với mọi người nãy cũng đi ăn nhà hàng, tính là mua về cho em. Cái anh nói thôi em đi ăn với Thiên rồi cho nên là không có mua. Hên quá. Ủa sao anh đem về? Đem về em không ăn bỏ mang tội sao? Em đi với Thiên rồi đúng không? Em ăn rồi đúng không? Không biết là thì mọi người đã có lòng nên về cho em. Thì dù có no cỡ nào, dù có no bể bụng luôn em cũng phải ăn chứ. Thôi anh trời sợ mang tội mất công. Anh tính cảm ơn em. Nhờ em soạn lại cho anh mớ hợp đồng cũ bữa đó. Nó không có gì. Thôi để coi như đền bù thì anh mời em ăn chè. Được không? Chắc là có ý đồ gì đúng không? Chứ đâu tự nhiên tốt với em vậy. Thì coi như là anh một phần là vừa cảm ơn với một phần xin lỗi với em. Với lại sau này chắc anh còn nhờ giả em nhiều nhiều nữa. Hay chưa em biết mà. Đâu có bao giờ mà ha, bao em ăn mời em ăn đâu. Mà thôi cũng được. Coi như là tha lỗi cho anh, cũng như là tiếp nhận sự xin lỗi của anh. Chừng nào đi. Chiều đi luôn nha. Chiều đi gặp nha. Dạ. Rồi vậy nha. Ăn xoài đi. Dạ. Chắc no quá đâu ăn nổi ha. Rồi để anh xuống anh ăn. Xoài ngon dữ ta. Đâu có dễ dàng tha lỗi cho anh vậy được. Anh Thiên, hôm nay đừng có hẹn với ai nha. Đợi em ở thư viện. Em có chuyện quan trọng nói với anh. Gửi. Lần này biết tay em. Thái độ như vậy chắc chắn là ghen rồi. Mình nghi từ lâu rồi. Thích mình chắc luôn. Không thích sao mà khoát tay mình đi giữa thanh thiên bạch nhật rồi nghe mình hẹn với người khác. Lồng lộn lên. Nhưng mà không được. Mình là con trai mà, phải chủ động chứ. Cái ngày này chờ đợi từ nhỏ đến lớn rồi.
Anh Thiên, công nhận á, nghe lại em dễ sợ luôn á. Em nói anh đừng có hẹn với ai. Anh nói nè, em không cần phải nói gì hết. Bây giờ em nghe anh nói, anh biết hết rồi. Anh biết hết hả? Vậy thì hay quá à. Anh biết á, là tuy là mình sống với nhau từ nhỏ tới lớn, nhưng mà phải có một khoảng thời gian xa nhau như vậy nè, mình mới nhận được tình cảm của anh dành cho em và của em dành cho anh. Ủa, anh đang nói gì vậy? Không hiểu gì hết luôn á. Thì anh đang nói chuyện tình cảm của mình đó. Bây giờ thì anh biết là em cũng có tình cảm với anh rồi. Hả? Anh Thiên ơi, anh ngồi xuống đi nói chuyện với anh. Ủa, sao vậy? Chắc là anh hiểu lầm rồi đó. Tại vì trong lòng của em á, bây giờ hồi nhỏ là khác, còn bây giờ thì khác rồi. Em chỉ coi như là anh trai thôi à. Em kêu anh là đừng có đi với người khác à, rồi em giống như là anh, cái là anh hiểu không? Cái là anh em mình á, những cái giống như nắm tay là những cái cử chỉ thân mật với người trong nhà thôi à. Chứ em không có ý gì với anh hết trơn á. Ủa nhưng mà em đi ngoài đường em nắm tay anh xong rồi em còn nói anh đừng đi với người khác, anh tưởng là em ghen tại vì em có tình cảm với anh. Tại vì nắm tay anh á thì giống như là em gái nắm tay anh trai gì đó. Còn mà nói anh đừng đi người khác là tại vì em muốn mời anh đi ăn, hẹn đi ăn thôi à. Ủa vậy là em chỉ muốn đi ăn với anh thôi hả? Dạ. Em xin lỗi làm anh hiểu lầm nha. Không sao đâu. Em chắc là chưa thích anh lại chứ không phải là không thích luôn đâu đúng không? Còn anh á thì tình cảm của anh dành cho em á thì cũng như hồi nhỏ thôi. Anh sẽ đợi em. Chỉ vì mình muốn chọc tức anh Đạt mà làm cho anh Thiên hiểu lầm. Có lỗi quá à. Thôi từ nay chắc mình xin chừa, không có dám đùa giỡn tình cảm với ai nữa hết. Nếu phi vụ này mà thành công, mình sẽ lập được công lớn. Rồi mọi người sẽ thấy được năng lực thật sự của thằng Đạt này. Nói cái gì? Hả? Trời đất ơi, ngay cái lúc mà dầu sôi lửa bỏng vậy mà người ta xin về quê chú cho về luôn. Gì vậy Đạt? Con không có biết chú ơi, bây giờ cái không có quan trọng cái chuyện trước với sau nữa. Chưa đủ ông nghè mà đội đen hàng tổng nữa. Để coi kỳ này nha, lập công này là phá hoại nha. Quang ơi. Dạ. Anh coi lại trong sổ sách á, cái số lượng mà về dầu phộng, dầu mè với lại bột mãng cầu. Sao lúc trước còn nhiều lắm, sao bây giờ số lượng còn ít vậy? Alo, đúng hả? Dạ, con có chuyện muốn nói với chú. Dạ, con hẹn chú đi cà phê được không? Thì cái vụ chính ngày đó, mấy bữa trước ông ghé đây nè, ông gặp tôi. Ông nhờ tôi giúp giùm cho ổng, cho ổng mượn số tiền lớn để ổng trả nợ với khôi phục lại công ty của ổng gì đó. Tôi lo là không biết Đạt ở bên đó lành hay là dữ luôn. Cô kêu con có gì không cô? Mẹ ơi, hình như là mẹ có chuyện gì mẹ đang suy nghĩ nữa hay gì ạ? Sáng nay mẹ mới nắm được một thông tin. Đạt á, là nó đã qua bên công ty Sống Sạch để sống trên nó làm rồi. Cho nên mình không cần phải lo lắng cho nó nữa. Công ty Sống Sạch? Bên đó cũng sản xuất nông sản sạch như mình vậy đó. Sao anh Đạt làm vậy được vậy cô? Thì chắc là tại vì cô muốn ký hợp đồng với bên Mai Đào á, cho nên nó cần tìm một công ty khác để nó chứng tỏ năng lực vậy thôi. Không được. Cái gì mà từ hồi đó tới giờ là anh Đạt anh làm ở đây cho mẹ, bây giờ đùng một cái bỏ đi, không nói tiếng nào, rồi còn đi chỗ khác làm nữa. Còn phải đi qua bên đó hỏi cho ra chuyện mới được. Thôi thôi, cái chuyện Đạt á thì cứ để đó đi tính sau, bây giờ có chuyện khác để lo đi nè. Cô ơi, sao cô không để cho anh Quân qua kiếm anh Đạt hỏi cho ra lẽ? Hỏi cái gì? Người ta đã muốn đi mình giữ lại thì được cái gì hả? Nhưng mà con không có cam tâm đâu. Ảnh làm gì là không đúng. Nếu mà anh không đi thì con đi. Con qua kiếm ảnh, nói chuyện cho rõ ràng. Nhưng mà nè,
An. Con nhỏ này. Thôi mẹ ơi, đừng trách An. Chắc tại là An lo cho Đạt quá á. Hồi nãy mẹ nói có chuyện để lo là chuyện gì hả mẹ? Con tìm hiểu mọi thông tin về công ty Sống Sạch rồi về báo cho mẹ biết nha. Em đang đứng trước cửa công ty nè. Anh ra liền đi. Gửi. Hy vọng là anh Đạt sẽ nhận được tin nhắn này, ra đây gặp mình. Lâu vậy ta? Anh Đạt. Sao An biết anh ở đây mà tìm hay vậy? Anh Đạt, anh đi về đi. Anh bỏ đi bữa giờ á, mọi người lo lắng cho anh lắm. An về đi, chứ anh đã đi vậy rồi, chứ anh quay về sao được. Anh Đạt à, mình đi về nhà đi, rồi có gì mình ngồi xuống từ từ nói chuyện được không anh? Rồi. Về đi anh. Anh muốn về đâu, với lại anh đã đi về rồi, anh quay về. Xã hội coi anh ra gì nữa. Anh Đạt à, em không cần biết á, ngoài xã hội người ta nói như thế nào, người ta coi anh ra gì. Nhưng nếu như ngoài kia có nhiều sóng gió quá, anh về đi, có em chờ. Nha anh, về với em đi anh. Anh Đạt. Anh Đạt ơi. An. Có xe ai vậy An? Có xe An Thiên không? Anh Đạt, tại vì em đi nắng quá nên là anh Thiên, anh cho em mua gian mà, anh Đạt. Tôi không muốn nói chuyện nữa. Anh Đạt ơi, có gì mình về nhà đi anh Đạt. Anh Đạt. Anh Đạt ơi, về nhà đi anh Đạt, anh Đạt. Anh Thiên đi về đi. Em muốn được yên tĩnh mình em mà. Nhưng mà giữa trời nắng vậy á, làm sao anh bỏ em về một mình được? Nhất là em đang buồn nữa. Nhưng mà bây giờ em không có muốn ai đi chung với em á, nói em muốn đi một mình. Anh đi chung với em tới đây là em vui lắm rồi. Về trước đi. Mà anh không có nỡ bỏ em ở đây một mình. Nếu mà em buồn á, hay là em cứ khóc đi, khóc lớn lên, dựa vô vai anh khóc nè. Bộ mặt em có thái độ rõ ràng là người ta biết em không vui hả? Vậy không biết là anh Đạt có biết không nữa. Chuyện Đạt có biết hay không thì anh không biết. Nhưng mà chuyện mà anh thích em á, thì nếu mà ai có hỏi thì anh vẫn trả lời như vậy. Anh sẽ trả lời người ta là anh thích em. Anh Thiên à,
nhờ anh chuyện này được không? Em cứ nói đi. Anh Thiên đừng cho ai biết chuyện hôm nay được không? Anh hứa với em nha. Anh hứa với em là anh sẽ giữ bí mật chuyện hôm nay. Anh cũng biết là chuyện tình cảm á, không có ra ép buộc được. Nhưng mà dù sao anh vẫn muốn hai đứa mình là bạn tốt, cùng nhau san sẻ những chuyện vui, chuyện buồn nha em. Dạ. Có được người bạn như anh Thiên á là em vui lắm. Thôi bây giờ lên xe đi, anh chở về nhà nha. Dạ. Nhỏ. Ủa chị Miều tới chơi, chị uống gì em làm liền cho chị nha. Cái gì tới chơi? Tao đâu có rảnh đâu, tới đây chơi với mày. Thiếu tao bao nhiêu ngày rồi, trả tiền hụi cho tao lẹ lên. Ủa, Mỹ Miều ngày xưa đâu rồi, sao giờ khác vậy? Khác khác cái gì mày, trả tiền cho tao đi. Trời ơi, em nói chị nghe, chị nhìn quán kìa, buôn bán ế ẩm vậy đó. Hôm sau em đóng mù cho chị nha. Buông ra. Ủa mắc cười quá. Ủa rồi cái quán mày á hả, ế mãi mãi ế trường tồn là mày không đóng hụi cho tao luôn hả? Hồi trước chị còn du duy cho em cả tuần, giờ mới có 3 ngày mà chị đòi rồi, sao chị không đóng hồi trước đi? Tại tao ngu muội quá mà, tao cho mày thiếu cả tuần mà, nên bây giờ mày được đằng chân mày lân đằng đầu nè, muốn leo lên đầu lên cổ tao ngồi đúng không? Không có nói nhiều nữa, mày không có đưa là tao tính tiền lời không? Đâu có được chị. Thôi giờ em còn 200 thì chị lấy đỡ đi, rồi hôm sau em đưa bù nha. Vậy nãy giờ không nói sớm là mất công mà hàng cổ không chết. Ủa cưng không nghe chị chửi, cưng buồn lắm đúng không? Chị bà ơi. Thôi gì, đợi xíu. Còn bữa sau tao qua nữa nha không? Biết rồi. Đang đi đòi nợ mà ai gọi gọi gọi. Alo, Miêu nghe hả? Dạ sao chứ? Dạ. Cưng nói gì? Rồi vậy cưng đang ở đâu vậy? Thì để Miêu biết, Miêu qua Miêu xé xác cưng ra chứ gì. Vậy sao mày thiếu tiền tao mày? Dỡ đi nó đi, tao qua liền. Bực cái mình nè. Đi nha ông nhỏ. Bà này dạo này bà sao ta? Không giống chú hết trơn. Ê, có việc gì vậy cháu? Chú Tư, chết rồi chú Tư ơi. Cái mà mảng cầu xiêm của chú Tư đó, cái đợt này á, chất lượng nó không có tốt. Bây giờ con là con trả được cho chú Tư á, 1 ký như vậy là 12.000 thôi. Trời ơi, sao lại trả chú 12.000? Cháu biết đâu, cháu trả chú như vậy là chết chú. Đạt đi trước cái kiểm tra hàng của chú đều đạt được loại 1 không đấy. Thằng Đạt nó mới vừa đi thu mua đây à chú, nó đâu có biết gì đâu, nó còn non lắm. Con nè, con là cái người mà đứng ra là chịu trách nhiệm thu mua rồi định giá nữa. Con quay con coi cái con hết hồn luôn. Nó báo con loại 1 mà con quay con coi là loại 2. Loại 2 vậy mà trả giá loại 1 thì đâu có được chú Tư. Con trả như vậy là chết chú. Bây giờ thôi, cháu trả chú cho cao chút xíu. Bây giờ mà muốn trả cao á thì cũng đâu có được. Hàng loại 2 mà trả giá hàng loại 1 là chết con. Rồi về ông chủ của con nữa. Thôi như thế này, cháu cầm cái này uống cà phê. Thôi tự nhiên chú Tư đưa tiền con vậy là chi vậy? Thôi có gì đâu, ở đây là có hai chú cháu mình thôi, cháu uống cà phê với đồ xăng mà. Thôi chú Tư đưa tiền con rồi, ông chủ con biết, ông chủ lai con chết. Cháu cứ cầm uống cà phê, hai chú ở đây có hai chú cháu mình biết thôi. Vậy không có ai cả. Tự nhiên chú Tư đưa tiền con vậy thì con không lấy thì cũng kỳ, mà con lấy thì con ai nái quá mà con. Dạ thôi, vậy chú Tư cho đưa cho con. Con cứ cầm, sau đó quay lại định giá của chú cao cao chút xíu, không phải chết chú đấy. Dạ, dạ rồi, thôi giờ mấy con với chú cũng hàng xóm láng giềng nhau không à, cũng còn làm ăn lâu dài. Giờ con nói vậy, chú coi á, chú chịu rồi, chú chịu thiệt xuống một chút. Còn con á, cũng thiệt miếng, con định giá cho chú á,
là gần bằng hàng loại 1, là 15.000 ký. Chú thấy làm sao? Ờ, thế thôi, chú cảm ơn cháu nhiều lắm. Dạ, dạ, chú đồng ý ha. Dạ, dạ, dạ. Chú cảm ơn cháu nhiều lắm. Dạ, 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 không có gì đâu. Thôi giờ chú về, chú chuẩn bị đi. Rồi chút xíu nữa con cho xe qua chở về. À, thế chú cảm ơn cháu. Bây giờ chú về chú chuẩn bị nha. Dạ, dạ. Chú cảm ơn cháu nhiều lắm. Dạ, dạ, có gì đâu chú, hẹn sớm với nhau không à. Cảm ơn cháu. Dạ, dạ, dạ. Dạ dạ, cô nè chú Chính ơi. Dạ rồi, dạ rồi. Con trả giá 15.000 một ký. Trời ơi thằng quỷ đẹp. Nó đưa giá 17.000 một ký, thấy chịu nổi không? Dạ 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 dạ, dạ rồi, chú Tư xong. Alo. Nghe nè. Cái gì? Nó dám ăn chặn tiền mua hàng hả? Rồi rồi rồi, để đó, tao qua liền. Anh nợ tao bao nhiêu ngày rồi, chừng nào bà mới trả? Không có vui với ngày nào nữa đó. Trả liền cho tôi đi, tao mới bỏ qua chuyện này đâu. Bà biết ngại nhưng bà vẫn làm. Rồi tha thứ lần một á thì xin thêm lần hai, lần ba. Ủa, đầu cổ tôi là để tôi thờ cha thờ mẹ chứ không phải để mấy người leo lên đầu người. Trả tiền đây đi, đồ mặt dây. Trả tiền đây, đồ mặt dây. Trả tiền đây, đồ mặt dây. Một lần, hai lần, rồi còn bao nhiêu lần nữa. Nè, tao nói cho mày biết, tao ép giá được không có nghĩa là mày cũng ép giá được. Sao? Bỏ qua lần này, mày leo lên đầu, lên cổ tao mày ngồi, thì tao nắm đầu mày, tao lôi xuống. Đừng nghĩ qua mặt được tao. Trả tiền đây, đồ mặt dày. Trả tiền đây, đồ mặt dày. Trả tiền đây, đồ mặt dày. Tiền đây, đồ mặt dày. Miều nè. Dạ. Miều. Dạ anh Suối. Lần đầu tiên anh gặp được một người con gái vừa mạnh mẽ, dễ thương mà nhu mì như Miều vậy đó. Anh Suối nói vậy là Miều ngại quá. Mà Miều bữa giờ đây gần cả tháng rồi mà sao bây giờ Miều mới được gặp anh Suối vậy? Hay anh Suối không có hay ở trong cái xóm này đúng không? À, Miều biết sao không? Anh á công việc rất là bận rộn, đi đây đi đó suốt ngày à. Dạ. Nên anh không có gặp được Miều. Dạ. Nhưng mà anh cũng thắc mắc lắm. Anh đi lòng vòng quanh xóm
không có gặp Miều, mà mới vừa gặp Miều thôi, Miều đã đi lòng vòng qua trái tim anh rồi. Anh xối này. Công chuyện của anh á là phải hả đi thu mua nông sản nè. Rồi quản lý nhân viên nè. Rồi đi ký kết hợp đồng nữa. Mà bây giờ chưa gì hết, Miều giống như là ký lên đơn kết hôn của anh vậy đó. Anh suối này, người đâu mà vừa đẹp trai vừa phong độ, tài ba xuất chúng mà còn dẻo miệng nữa chứ. Miều nói vậy làm anh ngại quá. Ủa chị Miều, chị Miều của ngày xưa quay trở lại rồi hen. Bút nhỏ, em đem nước ra xong rồi thì em đi vô đi chứ em ngồi đây làm chi. Trời ơi, sao bữa nay hiền dữ ta. Có gì đâu mà hiền, vậy cũng như mọi ngày thôi mà. Anh biết không, bình thường chị không có vậy đâu anh. Một ngày bình thường á chị. Hai ngày chị. Ba ngày chị dễ thương hơn vậy nhiều. Vậy hả? Anh biết ngay mà. Từ ngay ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Miều là Miều đã đi sâu vào trái tim anh rồi. Anh quả nhiên là không nhìn lầm người á. Anh là anh may mắn lắm á, anh mới gặp được chị Miều của em nha. Thôi Út nhỏ, xong rồi em đi vô trong đi. Nhớ ba nghỉ nha bà. Chị nhớ rồi. Anh cảm thấy như anh đã tìm được người con gái của cuộc đời mình rồi Miều ơi. Anh nguyện sẽ cùng em đi tu hụi trên khắp mọi nẻo đường. Còn em nguyện sẽ cùng anh đi ép giá mọi thương lái. Vậy thì chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Nắm tay em thật chặt, giữ tay em thật lâu, nói với em một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường. Chị Bưởi, tiền em đâu? Chị Bưởi, không đưa thì tôi quất. Anh này, mới chỉ sợ. Em cảm ơn chị Bưởi nha. Cảm ơn chị nha. Vậy thôi anh. Chứ ở đây chi không có ăn bưởi. Chào chị. Chào chị. Mười ngàn một ký nha chú. Mười ba ngàn một ký. Bán cho chú. Mười lăm ngàn một ký, chốt giá. Mấy cái bột đậu đỏ với bột trà xanh tôi kêu mày chuẩn bị xong hết chưa? Dạ, ổn hết rồi anh sao? Nhưng mà sao mình không bán như bình thường mà lại lấy hàng tốt, hàng nguyên chất? Bán rồi lỗ sao anh? Thằng này thiệt á, tao nói mày chính dại, đúng là chính dại à. Mày không có thể nào mà khôn lên được. Tao hỏi mày nè, bây giờ cái lứa đầu mình bán mà mình bán hàng kém chất lượng liền, rồi hỏi người ta có mua nữa không? Mày hiểu chưa? Mình muốn pha là mình phải pha từ từ. Cái mẻ đầu mình bán cho người ta là phải chất lượng cái đã, rồi từ từ mình trộn vô sao? Sao người ta biết được? Vậy mốt người ta xài người ta thấy tệ, người ta cũng không mua nữa. Vậy chi bằng mình bán chi anh? Trời, bán lấy tiền chứ chi mày? Mày lạ đời quá, ngộ ghê á. Thì bây giờ á, mày cứ bán cái bột chất lượng đầu tiên cho tao, rồi còn cái bột pha để đó tao bán từ từ. Mày không cần nói nhiều nữa, mày nói nhiều tao nghe tao mệt quá. Thôi mày khỏi nói nữa đi. Bây giờ tôi kêu mày làm không? Nhưng mà... Nhưng nhỉ gì? Bây giờ làm liền cho tao, không có nhưng nhỉ gì nữa đó. Biết rồi. Rồi làm lẹ đi, chút xíu tôi ghé tao lấy liền nha.
Mày mà không có đi rồi mày biết tay tao à? Dạ. Rồi, vậy đi. Quỷ nhân viên này nè, nó như ông nội mình vậy đó. Nói một câu nó cãi một câu, nói một câu nó cãi một câu. Hồi tức không? Rồi nữa. Gọi gì nữa vậy, cái thứ ông dịch. Mèo hả mèo? Không phải. Thế thì sao không? Suối á, đang chửi vào nhân viên của suối. Nói nó làm cái chuyện cho suối. Mà nó cãi, nói một câu, nó cãi một câu. Đang tức trong người nè. Nên mới tưởng đâu là nó gọi. Nên mới lỡ lời. Thôi, có gì cho suối xin lỗi mèo mèo nha. Tôi tha lỗi cho mấy người á. Nè, tôi tới quán nước rồi nha. Qua lẹ lẹ với tôi đi chứ tôi nhớ. Trời ơi, còn suối á hả? Muốn sống lại chết đi luôn á. Biết rồi, giờ qua liền. Dạ. Nó nghe nè, suối á là thương mèo mèo nhất trên đời này luôn á. Vừa nghe giọng mèo mèo, cái tự nhiên hạ quả liền à. Vậy nghe, suối qua liền nha. Dạ. Ừ, bye bye mèo mèo. Đúng là nghe giọng người yêu cái hạ quả. Trang lại rồi qua gặp người yêu thôi. Nè, 5 phút nữa mà nó không tới đóng hội cho tao đúng hạn ha, thì mày đem người á, mày kêu người qua nhà nó đóng hòm cho tao. Biết chưa? Hẹn luôn. Mèo, suối nè mèo. Suối. Trời ơi, sao tự nhiên mèo quýnh vô đầu suối, thấy mấy ông trời luôn à. Mèo xin lỗi. Ủa dạ? Mèo tưởng là ai đột kích mèo. Mèo xin lỗi suối nha. Đau quá, trời đau luôn á. Trời ơi, thấy suối đau vậy. Được rồi, không sao đâu. Đau theo nữa. Thôi, sao, mèo đau hả? Bị đau, đau. Mèo đau đây nè. Ủa, đau được thừa hả? Không, mèo đau lòng á. Trời ơi, cái mặt. Không sao, được rồi. Không sao hết á. Giỡn với lại mèo chút xíu thôi. Chứ ba cái này quýnh xi nhê gì. Cái nước lấy búa tạ mà quýnh á. Thì lúc đó chuối mới đau. Sao? Hẹn ta ra đây là có vấn đề gì mà bột trà xanh, bột đậu đỏ gì đó thì nói luôn đi. Trời ơi, làm như là đi guốc trong bụng người ta hay gì á. Chưa kịp nói là biết hết trơn à. Nó nghe nè. Dạ. Bữa mà suối nói với mèo á là lấy cái bột đưa cho mèo bán, nhớ không? Dạ nhớ. Rồi bây giờ á em theo rồi. Coi đi. Mèo coi thử nha. Ừ. Trời đất ơi, suối ơi. Hả? Cái này đúng là đúng sao? Wow. Coi đi. Mèo coi thử nha. Ừ. Trời đất ơi, suối ơi. Hả? Cái này đúng là đúng sao? Đúng là hàng tốt quá nha. Trời ơi, thế đâu mà nó thơm dữ vậy nè. Chứ sao? Trời ơi, nè, công ty bên anh á là bán nông sản sạch, chất lượng và nguyên chất. Thì đương nhiên, nè, nhìn nè, thấy chưa? Nổi cái màu sắc thôi là biết là hàng xịn rồi. Còn cái mùi thơm nữa. Thơm nức mũi luôn. Mùi thơm quyến rũ như là mèo vậy đó. Trời này. Đó, bây giờ mèo á cứ để đây. Dạ. Rồi bán cho bà con, thấy không? Không ấy,
Xui cho Mèo xin cái vịt này được không? Mùi dễ, mùi xài thử. Đặng có ai hỏi á, mùi dễ tư, Mèo dễ tư vấn. Trời ơi, gì mà một bịch lấy hết, đem gì xài luôn. Xài không đủ á, cứ nói suối kêu nhân viên đem qua thêm. Trời ơi, cái này là cái hàng loại 1 nha. Xài đi nay mai là không còn mà hàng loại 1 xài đâu á. Hả? Cứ nói vậy là sao? Không có gì. Ý nói là cái hàng này xài rất là tốt. Mèo á cứ xài thoải mái đi. Rồi xong mà còn tư vấn lại cho bà con nữa. Để mai suối á kêu nhân viên đem hàng nhiều hơn nữa đưa qua cho Mèo. Á, Mèo cứ lấy đó tư vấn rồi bán cho bà con. Dạ, Mèo biết rồi. Ê ghét. Nãy giờ tới khát nước quá anh, mà chưa uống được miếng nào. Mình phải cố gắng bán thiệt là nhiều. Tất cả vì tương lai của tụi mình á. Ê, vì tương lai của tụi mình. Em Lan ơi, em Lan. Em Lan ơi, em có nhà không em Lan? Ai vậy? Ô, chị yêu của em. Em có chị. Đi đi, đi vô nhà chơi. À, thôi thôi, đứng đây nói chuyện luôn đi. Nói chuyện xíu rồi chị phải đi liền. Dạo này chị bận biểu lắm. Trời ơi, lâu quá mới qua thăm em á. Ba bận gì? Thấy chị phơi phới à. Càng ngày càng đẹp ra à nha. Tướng thì ngon, da thì đẹp. Mà chị, bọn có bí quyết gì hả? Chị em đi coi. Con bé này khéo ăn khéo nói quá. Tại vì em vậy nên chị mới bật mí cho em á nha Hồn. Sao? Tên 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 tên. Cái gì đây? Trời đất ơi, chị đưa lộn gia vị cho em ấy gì vậy? Bậy bậy bậy, cái này á là bột trà xanh, còn cái này là bột đậu đỏ nè. Thần dược làm đẹp phụ nữ đó em. Trời ơi, em tưởng chỉ có kem trộn gì đặc biệt. Ôi cái máy này xi nhê gì chị ơi. Trời ơi, vậy là em mù tịch quá rồi. Chị nói cho em nghe, cái bột trà xanh này ha, em chỉ cần lấy một chút xíu, rồi em pha với một chút xíu sữa tươi. Em đắp lên mặt thử coi, trời ơi, da em nó mịn hơn da em bé nữa đó. Còn nha, cái bột đậu đỏ này nè, cái này mới là ghê nè. Bột đậu đỏ ha, em chỉ cần hả pha một chút xíu sáng sáng á. Ôi trời ơi, mấy đứa con em hả cưng quá ha. Nhà cái đứa con đứa cháu mà nó quậy lắm chị ơi. Đó, bởi vậy em càng phải chăm sóc sắc đẹp của em hơn. Đây nè, chị nói em nghe, còn cái bột đậu đỏ này nha, rồi ta nói cái này á là đẹp khủng khiếp. Em uống này em mới thấy ha, sáng sáng em quẩn á, sáng ngủ dậy ha, em cái em pha với một chút xíu nước ấm, em uống ức một cái. Ta nói hả, chỉ một tuần thôi là em nhìn chị đi đó, ba dòng, dòng nào ra dòng nấy thấy không, là nhờ chị uống cái bột đậu đỏ này đó. Trời ơi, nếu chị thiệt á hả, em phải thử liền để em được đẹp như chị vậy á. Mẹ, chị tốt với em quá à. Em cảm ơn chị trời nha. Trời ơi, ơn nghĩa gì em ơi, của em là 450 hả? Mẹ cưng, cưng đang làm gì vậy? Em xin lỗi chị Mèo nhiều nha. Em đang tập nên em không có nói chuyện được á. À vậy á hả? Dạ. Không sao không sao. Dạ, em xin lỗi chị Mèo nhiều lắm luôn á. Hôm bữa em hứa chị á là em chơi không có chuyện, nhưng mà em không có chơi được. Tại vì anh Quân không có cho em chơi. Chứ em trời cũng muốn chơi đúng chứ bộ. Thấy em được Quân thương vậy á, chị cũng mừng cho em. Không có sao, chị chơi hủi em đừng có bận tâm biết không? Dạ, em biết là anh Quân thương em mà. Mà mẹ nè, chị thấy em thấy thương như là em gái của chị á, cho nên chị mới nói thiệt. Dạ. Chứ chị thấy Quân vừa cao ráo đẹp trai lại con nhà giàu nữa, em mà không khéo á là mất Quân như chơi á nha. Chị nói gì vậy? Anh Quân vẫn thương em lắm á.
Chị biết là Quân thương em mà. Nhưng mà với điều kiện là nó chỉ thấy mình em, chứ nhiều khi nó ra đường á, nó gặp nhiều người khác đẹp hơn em, dễ thương hơn em, thì không biết nó còn thương em vậy nữa không. Chưa kể nha, đàn ông á thì yêu bằng mắt nè. Chị thấy á, mấy đứa trong xóm mình á, bữa giờ tụi nó đua nhau làm đẹp dữ lắm á nha. Em không khéo là thua tụi nó, là mất thằng Quân thiệt đó. Chị, thiệt hả chị? Em không đẹp bằng tụi nó hả? Không phải, em chỉ là hơi đen xíu thôi. Chị, vậy bây giờ em phải làm sao? Giờ em làm sao? Chị cứu em đi, chị em với. Làm đẹp nè em. 30.000 một lạng, em lấy 1 ký, chỉ có 280 thôi. Hả? Em bán hết rồi hả? Có gì đâu mà anh ngạc nhiên dữ vậy? Mèo của anh đâu phải dạng tầm thường. Đúng là bất thường. Anh nói gì vậy? Không phải, ý anh đang nói là mèo của anh đúng là phi thường. Không biết là khen thiệt hay giả mà tên của người ta mà cứ mì với mèo mà cứ lộn hoài à. Phải khen thiệt mà tại vì vui quá nên hơi lộn chút xíu. Bởi vì cái thôi đi. Nè anh á, mau đem gấp cho em mấy ký bột trà xanh với lại mấy ký bột đậu đỏ. Nhanh cho em nha, bữa giờ người ta đặt hàng quá trời luôn mà em không có kịp đi giao nè. Trời ơi, mèo của anh hay quá mèo ơi. Chờ chút xíu, anh gọi cho nhân viên anh liền ha. Dạ. Alo. Nè, giao liền cho chị mèo của mày mấy cái bột trà xanh với mấy cái bột đậu đỏ cho anh nghe chưa. Mà nhớ, chất lượng á thì đúng y như là mình đã bàn, hiểu không? Bàn gì trời, nói gì không hiểu gì hết trơn à. Thì bàn gì cái chất lượng mà mình đã nói đó. Là bây giờ làm hàng lỗi nhất hết đúng không? Không pha gì hết. Rồi, ok, biết rồi. Dạ. Thằng ngu. Cái gì vậy? Không có gì. Tao nói mày làm sao? 50-50, hiểu chưa? Dạ. 50-50. Dạ. Thiệt á, một lũ ăn hại vậy. Sao anh chửi em? Không có. Anh chửi cái đám nhân viên của anh nè, một lũ ăn hại. Còn em á, ăn không có hại, mà là ăn được. Sói này. Trời ơi, mới đầu á em cũng đâu có tin, xài thử ai vậy đẹp thiệt á chị. Trời ơi, đâu coi cái coi. Ôi nó trắng mà nó mịn, thích gì đâu á ha. Mà không phải em thân với bà Miều em mới quảng cáo đâu nha, tại chị hỏi em mới nói á. Trời ơi, chị cũng có nghe cả xóm đồn ầm lên nhưng mà. Ê, trời đất ơi. Hai chị em mới đi chợ về hả? Hay là giờ mới đi chợ? À giờ mới đi chợ phố, em thấy cái vỏ cần trống trơn à. Mới nhắc tới chị là chị xuất hiện liền hà. Nhắc em Miều hả? Đúng rồi. Đang chị... nói tới bột của chị đó. Chị bột của em đặt có chưa? Đây, bột của Bích chị nè. Rồi mình xin lỗi nha, mấy nay cháy hàng quá. Mình cũng chờ vừa có hàng là mình đem tới cho Bích chị liền. Còn mấy này mình cũng chuẩn bị đi giao vòng vòng đây nè. Rồi, cảm ơn Mèo nha. Mở thử nha. Cứ thoải mái. Bà mở ra đi là biết hàng xịn liền hà. Tôi nói mở ra cái mùi nó hâm phức luôn á. Một cái màu nó nhẹ đã lắm. Lan thiệt là khéo léo á. Mèo ơi, cái mùi nó kỳ lắm. Kỳ hả? Mà cái màu nó, mà sao nó xám xịt à. Đâu, đưa cho Mèo coi. Kỳ vậy ta. Bích chị biết làm sao không? Cái này á là do bột mà để trong cái bao nè, cái nó bị ám mùi. Mà cái bột màu xám màu sậm vậy á là do lá già lá non. Chứ hàng bên mình á là đảm bảo không sử dụng chất bảo quản mà cũng không có trộn màu như mấy chỗ khác đâu. Ôi vậy hả?
lấy đúng rồi đó. Nhìn 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 nè, nhìn da tôi với bà Miều là biết rồi, xài thử đi. Nhìn da của Miều nè, lấy à, không à, chị cứ yên tâm xài. Có cái gì á thì cứ gọi điện thoại cho Miều, Miều sẽ tư vấn tận tâm. Đúng rồi bà yên tâm xài đi, tốt lắm. Hai nhân chứng sống đây nè, thấy không? Ờ, thấy hai người vậy nên tôi cũng yên tâm ha. Không ấy, cứ lấy xài thử đi rồi à. Hai ba bữa nữa Miều qua Miều lấy tiền sao cũng được. Cảm ơn Miều nha. Hơn nghĩa gì. Cảm ơn mấy chị nha. Thôi, tôi đi chợ nha. Hai chị em đi chợ đi. Tay nha. Đi đội nón vô chứ đỡ nắng. Rồi rồi, cảm ơn Miều. Hai chị em đi chợ vui vẻ nha. Hoài nước không yên nữa. Trời ơi, gì vậy bà? Điện thoại kia sao nghe? Thôi đi, bán có mấy cái bột à, mà mấy bà đó gọi hoài hành tống chết đó. Trời ơi, gọi hoài luôn á. Trời ơi, đừng có gọi giùm tôi nữa đi. Thì cái tao nói mày, tao bán có mấy cái bột mà tao khổ dễ sợ luôn. Mấy bà đó hả, cái gì mà bột đen cũng gọi hỏi sao đen, bột trắng cũng gọi hỏi sao trắng, không thơm cũng hỏi sao không thơm. Rồi xài một lần không có hiệu quả cũng hỏi. Trời ơi, thì sao từ từ phải bột tiên đâu mà có kết quả liền. Đó cũng là những gì em đang muốn hỏi nè. Cái gì? À, em nói gì đó? Không có gì chị. Em nói gì bột của chị phải không? Nhỏ, sao có gì mà hôm nay cháu giấu giếm giếm người ta vậy? Thôi bà ơi, nói rồi bà đòi tiền hụi, tiền đâu em đưa? Ờ, thì chỉ cho em nợ một ngày. Thôi bà ơi. Ờ, hai ngày. Đã nói là không nói mà. Giá chót 3 ngày. Hứa nha. Hứa không chửi nha. Tao hứa mà, nói lẹ đi. Cái đợt đầu bà về đó, vừa tiết tiền mà cũng không tin lắm. Tin mua có 7.000 bạc. Được có 10 gram. Ai về đâu nó tốt quá trời quá đất luôn. Trời, thì tao nói hàng của tao là hàng công ty, hàng chính gốc mà, đâu phải là hàng dạt đâu mà đơn giản. Đợt sau em đặt luôn nửa ký đó chị. Đúng rồi, bữa tao mới giao mày cách đây như là 3-4 bữa. Có ngờ đâu, nó không như đợt đầu. Không như đợt đầu là sao? Thì như mấy bà gọi chị đó, xài không thơm, không trắng, khác với đợt trước một trời một vực luôn á. Thiệt vậy hả? Nè, nhìn đi kết quả của bột chị nè, lỡ cái môi luôn. Trời đó. Ủa, nhưng mà chị xài đâu có bị gì đâu. Đồ chị bán sao em biết được. Nè, chị uống nước đi, cho em xin 20 tiền nước luôn. Con nhỏ này nay tiền bạc rõ ràng quá vậy. Sao? Đi xíu chị trả cho. Nhớ trả nha. 20.000 đòi hoài. Chim rừng à liêu lo, cánh thơ mộng qua. Miêu 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 ơi, sao xuôi xe đến với nàng. Miêu ơi là Miêu, bữa giờ Miêu xài hết bột lâu rồi phải không? Hôm nay ta sẽ đem cái bột hạng nhất này cho Miêu xài. Miêu sẽ càng ngày càng xinh đẹp, sẽ không còn xấu xí như Miêu hiện tại nữa. Thôi, đem bột hạng nhất qua cho Miều xài liền, chứ xài 3 cái lọc hạng bé, uống vô đau bụng chết. Chim rừng nga liêu lo, cánh thơ mộng hoa. Nếu như 1-2 người nói á, thì có thể không tin. Nhưng mà nhiều người nói quá như vậy thì làm mình nghi ngờ quá.
Mèo, mèo, mèo. Trời đất ơi. Mèo, mèo. Xúi xúi. Làm gì này xúi xúi lớn tiếng với mèo mèo quá vậy? Biết sao không? Bữa giờ á, lâu ngày không gặp mèo mèo, cái xúi xúi nhớ mèo mèo quá. Cái nãy vừa gặp mèo á, xúi mừng quá. Xúi kêu một cái nó giống như là dốc hết những tâm sự trong lòng và kêu mèo một cái. Nên hơi lớn tiếng, mèo đừng giận nha. Xúi này, ghét cái miệng này lắm á. Mèo ơi, cái này á, mình đừng uống nữa. Sao vậy? Bột của xúi mà. Thì đúng là bột của suối mà. Nhưng mà biết sao không? Cái nước này á là nước nguội, mình pha ở đây rồi uống vô nó không tốt. Để về nhà mình pha nước ấm rồi mình uống nó sẽ có hiệu quả hơn, đúng không? Đâu có đâu, cái này nước ấm mà. Nước ấm. Mèo mèo, đúng á là nước ấm thiệt. Nhưng mà nước của quán người ta biết nó có sạch không? Lỡ mình uống vô nó không sạch, uống đau bụng sao? Thì mình cứ về nhà mình á, mình lấy nước mình uống nó tốt hơn, nó sạch hơn, đúng không? Nước suối này chu đáo á. Chứ sao, quan tâm lo lắng cho mèo lắm á. Chú suối có uống gì không, để em gọi luôn. Thôi gặp mèo cái tự nhiên hết khác rồi. Suối này. Rồi sao rồi, bữa giờ mèo bán hàng sao, ổn không? Mà suối suối nè. Em nói này, xúi đừng giận em nha. Nó mệt quá, yêu đương rồi này, nó đại đi, có đâu mắc cỡ. Xúi. Hả? Cái bột này của xúi á. Ủa, nói chuyện bột nữa hả? Chứ không phải nói chuyện của xúi với em nhiều hả? Thôi, xúi tập trung đi. Bữa giờ cái bột của xúi á, em bán mà người ta cứ chê hoài à. Người ta nói nào là bột không có thơm, rồi xài không tốt, rồi cái màu sắc thì không có tươi nữa. Là sao vậy suối? Trời ơi, nghĩ sao mà chê được. Đây nè, đây nè, nè. Đây. Suối có đem cho mèo nè. Hàng chất lượng luôn mà tự nhiên chê thì chê sao. Mà để suối nói cho mèo nghe. Mèo biết sao không? Hàng của người ta thơm á là tại vì người ta bỏ cái hương vị. Còn cái màu mà tươi á là cái bỏ cái chất tạo màu. Rồi cái hàng mà uống vô mà có hiệu quả liền á là bỏ quá chất. Đúng không? Uống vô cứ kết quả liền. Còn mình á là hàng đây, thấy chưa? Cái màu sắc nè, cái hương vị đó, hàng chính hãng nên uống vô á là phải từ từ nó mới có kết quả. Không phải, nhưng mà cái đợt đầu tiên em giao ha, ai cũng khen hết trơn á, người ta nói là uống vô là người ta cảm nhận được liền luôn á. Đúng rồi. Mà mèo biết sao không? Cái hàng của mình á là ngay từ đầu người ta chưa sử dụng thì người ta không biết là chất lượng nó làm sao, nhưng người ta vẫn còn hơi nghi ngờ. Tới khi mà mình đưa cho người ta, mình bán cho người ta thì người ta uống lần đầu á là nó hiệu quả quá. Người ta bất ngờ quá, cái hiệu quả xong mà nó lại tốt đến như vậy. Đó nên người ta mới truyền miệng, người này truyền miệng người kia truyền miệng người nọ, thì làm cho cái hy vọng của người ta là tăng quá cao. Đến cái lần sau, cái người mới người ta mua về người ta sử dụng, người ta thấy cái chất lượng nó không phải như vậy. Nên người ta nói là mình hàng dở, hàng giả. Chứ không có đâu. Đây, hàng này là hàng chất lượng. Mình bán hàng xịn, mình không sợ gì hết. Mèo cứ lấy này về xài thoải mái, không? Em đâu có sợ gì đâu. Em tin tưởng suối tuyệt đối á. Chẳng qua là mấy cái người kia phiền phức quá à, cứ gọi cho em hoài, cho nên em mới hỏi suối thôi. Trời ơi, mấy người đó buôn bán như đâu mà phiền phức. Ai mà xài được xài, xài không được không bán nữa. Cho không có hàng xịn xài luôn. Đúng rồi, hay ghét ha. Vậy thôi, bây giờ mình đừng quan tâm họ nữa. Giờ suối với mèo đi ăn gì đi. Mèo đói bụng quá. Vậy mình đi ăn đi chứ. Không. Thôi gom đồ đi, gom đồ đi. Dạ. Gom đồ. Gom đồ nha. Xong chưa? Rồi xong rồi. Đi về. Dạ. Đi ha. Đi mèo của ta. Chuyện định giá với thu mua nông sản của thằng Đạt lo tới đâu rồi sao? Dạ, con nói cho chú nghe nè. Thằng Đạt bữa giờ á, nó còn non, nó còn yếu lắm. Nhưng mà không sao, một tay con nha, con gầy dựng, con đào tạo nó. Bây giờ là con thấy nó làm việc là cũng ổn ổn rồi đó chú. Vậy cũng tốt rồi. Nhưng mà chú nghĩ cũng tội cho nó. Tuy nó làm thuê cho mình,
Dạ. Nhưng mà nó cũng còn nặng tình nghĩa với công ty cũ lắm. Trong cái thời gian này á, con phải theo sát nó nghe. À, dạ, thì bữa giờ con cũng sát bên kề da sát cánh với nó chứ đâu. Bà nói cho chú nghe nha, cái vụ mà nó vô nó định giá thu mua với lại bà con sớm này nè, thì con cũng phải lại đó, con kiểm tra xong hết, cái nào mà ổn con mới quyết định là con mua. Còn cái vụ tìm thêm đại lý bán lẻ con lo tới đâu rồi? Con quên nữa nha. Dạ dạ dạ, sao con không dám quên được. Con nói cho chú nghe, cái đại lý bán lẻ là ở xóm mình á, là con lo xong hết. Bây giờ con gom được thông tin là con báo chú liền. Còn cái sông tên thì sao? Chú không muốn là cái chuyện làm ăn của công ty mình chỉ loanh quanh trong cái xóm này đâu nghe. Dạ, xóm trên hả chú? Đó, dạ, dạ chú biết sao không? Hiện tại á là xóm trên là ở chỗ lạ. Rồi thông tin của mình á là đang bị lũng đoạn. Nên con chưa có tìm được đại lý bán lẻ chú. Chưa tìm được á, thì nói đại là chưa tìm được đi. Mày đặt lũng đoạn thông tin. Dạ dạ, vậy để con cố gắng con tìm. Dạ. Nhưng mà phải tìm cái đứa nào á khéo mồm khéo miệng, ăn nói dễ nghe, để cho nó trụ người ta mua hàng của mình biết chưa? Dạ dạ, cái chuyện này thì chú yên tâm đi. Con kiếm cái đứa nào á là con phải tuyển chọn nha, mà phải ăn nói khéo léo như con vậy nè, thì con mới nhận nó vô làm, được không chú? Được, nhưng mà nội trong tuần này á mà không làm được á thì chú giao cái việc này cho thằng Đạt, lúc đó đừng có trách nha. Chú ơi, từ đó giờ con làm việc cho chú là coi như cái chuyện gì chắc thì con mới dám làm. Bữa giờ con chưa có chắc thôi, chứ không là con tìm đại là dễ lắm. Con nói nghe nè, rồi có gì á chú cứ để đó, giao cho con sẽ kiếm được cho chú trong từng ngày thôi nha chú. Đừng đừng giao cho thằng Đạt nó còn non kém lắm. Rồi, giao cho con nó liệu hồn đi nghe chưa? Dạ. Không được là đừng có trách ạ. Dạ 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 chú. Khó dữ vậy ta, cái tiệm đâu ra cái thằng khéo ăn khéo nói. Đau. Ai đánh mẹ tôi vậy? Ai không đã... gãi cái tay tôi rồi, trời ơi là trời. Sao mẹ lại để tay mẹ vô đây? Đây đây rồi, đập đi, đập tiếp đi. Rồi đập tiếp. Ừ. Con biết nói gì nữa đi giờ. Thôi, đi ngủ đi. Chạy nha. Rượu đâu? Chạy thôi, đâu? Rượu hoài. Rượu nó mới ra như vậy đây nè mà rượu hoài. Đấu từ hồi nào vậy? Con đâu có biết đâu. Con thấy anh ngoài cửa đó, rồi con ráng đỡ anh vô đây chứ. Con biết là anh nặng lắm không? May lắm mới đỡ được tới đây á. Ôi cứ như vậy rồi làm sao nè. Uống miếng nước cho tỉnh. Con Quân. Đi ngủ. Con Đi lên giường đi ngủ. Đi lên giường đi ngủ. Quân. Châu lên giường nhanh vậy. Gói ôm đâu. Cho nó nằm ngủ đi. Chúc nó tỉnh dậy. Rồi kêu nó lên giường sao? Dạ. Trời ơi, uống cái gì mà tới nông nổi này đây trời ơi. Giờ làm sao? Sao con biết được mà công nhận nó thiệt á. Không ngờ là uống xỉn vô ghê gớm vậy luôn á. Con mà uống vô con cũng y chang như vậy đó. Có điều mày nhẹ là kéo lôi đồ được thôi. Cô nói là sao ấy? Chứ con uống vô con đẹp lắm, con có bê xì lết giống như ảnh gì đâu. Rồi. Có bằng chứng rõ ràng, bữa nào con nhậu lại một cái đi. Cô quay lại cô để cho con coi. Đẹp lắm. Cô, con giỡn á, bỏ nhậu rồi. Vậy đó hả? Dạ. Bỏ giống vậy không? Mời chị. Cảm ơn. Hả? Cái gì vậy? Thì rượu thuốc. Trời đất ơi. Cảm ơn anh nha. Nhưng mà thôi đừng có đem rượu qua nữa. Đem qua cho. Để chị bệnh nhức mỏi. Thở dài thở ngắn. Làm sao? Không hiểu luôn. Anh nhạy cảm quá. Tôi thở dài. Đang tính qua bên bàn tèo á nói chuyện coi làm sao. Chưa biết nói làm sao đây nè.
Thực ra vậy nè, ba thằng Tèo á, cái bản chất ngày xưa lành tính lắm, rồi cái mấy năm gần đây nè, mần ăn thất bại nó, rồi chán nản, rồi rầu rĩ, rồi nó giống như là bị bệnh tự kỷ á, chị hiểu không? Rồi cái bạn bè đến chia sẻ an ủi, cái rủ đi nhậu, nhậu rí, cái nhậu hoài luôn, rồi cái đâm ra vậy đó. À, là tức là tại do nhậu là. Trời ơi, hay quá, cảm ơn anh nha. Ủa gì vậy? Trời ơi, tôi nói chuyện thôi, tôi có hát hò gì đâu mà nói tôi hay. Thì bởi vậy ta nói nhờ anh nói chuyện cái vụ mà ba thằng Tèo đó, tôi mới nghĩ ra. Thôi được rồi. Anh ngồi đây nghe. Tôi đi công chuyện chút. Nghe ngồi chơi nha. Đạt ơi. Công nhận giúp được một việc làm rất là ý nghĩa. Ủa gì cây vậy? Tự nhiên qua đây để chia sẻ tâm sự rồi bỏ đi hết. Tôi ngồi đây nói chuyện với Dâm hả? Hơi gì vậy? Thân em như trái cốc trên cành, thân anh như thằng nhóc đứng nhìn. Thân em đau, thấy tao làm thơ hay không? Tao làm thơ hay là ba chiêu chết? Chào cậu. Ê, cái gì vậy? Bình tĩnh. Đừng có nghĩ đàn bà qua đây tôi sợ nha. Đi hai tôi không sợ đâu nha. Đâu có ai làm gì đâu. Qua nói chuyện thôi. Nói chuyện? Có chuyện gì mà nói? Tôi quen biết gì rồi, có chuyện gì mà nói qua đây, tính thấy tôi nhà mình, qua đây. Bình tĩnh nghe tôi nói nè. Thực ra tôi là cô Phúc. Thấy không? Nhớ không? Tôi là cô Phúc, có thư viện sách á. Tôi qua đây là gặp cậu, là bàn tính chuyện làm ăn. Nghe không? Nghe rõ không? À, làm ăn. Ừ. Sắp tới tôi muốn mở một cái cửa hàng bán nông sản sạch, và tôi cần nguồn cung cấp. Nhưng mà cái quỹ đất của tôi thì nó ít quá, nên tôi muốn gia đình bên này hợp tác. Vốn ban đầu thì bên tôi sẽ cung cấp cho gia đình, còn về phương pháp trồng và kỹ thuật thì cậu Đạt sẽ phụ trách. Dạ. Cậu thấy làm sao? Được không? Bên tôi cấp vốn rồi bao tiêu sản phẩm luôn. Cô cảm ơn cô. Cô tạo việc làm cho con. Đau. À, dạ. Em cảm ơn anh. Dạ được rồi. Dạ. Ngồi. Ngồi. À, ngồi đi, ngồi. Ngồi. Né qua. Ai? Ông ngồi. Để người ta ngồi đi. Rồi. Không, anh ngồi đi. Anh tên gì? Dạ, em tên Đạt. À, anh Đạt, ngồi anh Đạt. Người ta đi chưa? À, rồi, đi rồi. À, dạ. Nãy giờ tôi nói cái gì có nhớ không? Nhớ. À. Mà nãy em nhớ, giờ em quên anh Đạt. Chuyện làm ăn á. Chuyện gì mà cô Phúc cấp tiền, cấp vốn gì cho con đúng không? Ờ. Bây giờ cô Phúc cởi lại từ đầu đi, con quên hết rồi. Chịu khó cô kể lại đi, chứ nãy giờ ông tưởng qua mời ông đi chơi vượt lên kính mình nữa đó. Bây giờ nói lại nha. Dạ, con kể đi. Bây giờ chuyện làm ăn là gì? Ôi mẹ ơi, sao mẹ lại trói con lại như vậy chứ? Mẹ ơi, bây giờ mẹ vui lòng cho con uống một ly nữa thôi cũng được. Nết! Ấy một giọt thôi. Không là không, nghe chưa? Cô ơi cô, anh Quân anh thèm rượu mà sao giống như lên cơn nghiện vậy á? Hay là mình giúp cho anh vé đi cô? Trời ơi. Cô, cái tội của cô chưa xử. Rồi bây giờ, trời ơi, cô mẹ ơi, chuyện qua rồi. Cô, cái chuyện qua rồi mà cô cứ nói hoài à. Con đâu phải là con nghiện rượu đâu, con cũng không có thèm đâu. Mà thí dụ như ai mời thì con mới uống chứ bộ. Đó, thấy chưa, cái tội mà ai mời cũng uống. Bây giờ đây là dắt díu tới mày nữa nè. Em lại đổ xuống đất rồi. Lụm lên đi, lụm rượu lên cho con. Trời ơi là trời, tới cái nông nổi này. Cái ông Bảy này thiệt tình luôn á. Nói đem cái gì, con ông Bảy đây, tới rồi. Đây, đặc sản cai nghiện rượu. Chồng muốn chết luôn á, để cho nó cai cái cho rồi đi.
Sao vậy cô? Cái gì vậy? Thúi lắm đúng không? Cái mùi kỳ quá. Thuốc này á càng thúi càng hiệu quả. Bảo đảm với chị, thằng Quân mà nó quất vô hết chén này á, nó cay rượu liền, cay rượu tức chị liền. Trời, uống đi con, uống đi cay rượu con, uống miếng đi ha. Mừng đi con. Uống đi anh. Để xa ra đi. Vậy cái gì mà cái kinh dị quá vậy? Không uống cái này đâu, không uống đâu. Con từ từ gãy ghế con. Nghe chú Bảy nói nè, ông bà xưa mà nói á, cái gì mà càng thúi á càng có hiệu quả bất ngờ. Con uống vô đi, bảo đảm với con là từ đây về sau là con nghe chữ rượu thôi ha, là con té con xỉu luôn á. Chứ đừng có nói con uống. Đổ đi, đổ đi mẹ ơi. Nghe lời mẹ nha, uống một hớp thôi là con cay rượu được luôn, chứ con trời ơi nghiện rượu nhìn thấy ghê quá. Mẹ con thôi 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 thôi, bây giờ vậy chị để đó đi ha. Dạ. Con tiến về phía sau lưng của cháu Quân, hai tay con nâng lên cho đều, cặp vô cái càm của cháu Quân, giữ cái mặt cố định, đừng cho di chuyển. Thôi đừng đừng. Chú Bảy tiến tới cho cháu Quân uống thuốc. Không, buông nghe. Ráng đi anh Quân. Không, buông cơ thể thôi đó. Ráng đi. Đừng đừng không. Gần hết rồi. Ôi da. Trời ơi, có sao không? Mát cái người thuốc luôn rồi. Trời ơi, cái thằng thiệt thanh niên trai tráng gì đâu mà nó mạnh thiệt á. Cũng may là nó bị chói á. Nó mà không chói nha, uống cái mùm vô cái nữa, cái sưng ngực tôi còn gì nữa trời. Nuốt vô. Không ổn. Không nói, nuốt vô, nuốt ngược lại. Nguyện cho nó, mặt nó tái mét rồi kìa. Mặt mượn mày uống, trời ơi. Ủa? Con định cay luôn hả? Cay thì uống đi con. Con thử coi nó ghê cỡ nào mà anh Quân anh. Mà nó làm bằng cái gì mà ghê dữ vậy? Trời ơi, một công trình mới được ra cái chén gì đó. Cái gì? Ở trong đó có nhiều gái lắm. Nè, 200 gram cắt ăn, 200 gram kỳ tử, trộn chung với cốc nhái ảnh đương kỳ đà tắc ké, rồi hâm với cái nước tiểu đồng tử khoảng 3 tiếng đồng hồ ra được nhiêu đây. Trời đất ơi, đâu phải là cái chuyện đơn giản đâu. Uống thôi. Không ổn. Nói vậy thôi chị yên tâm đi. Không ổn. Uống chừng 2 lần thôi là ngày nào nó phải có cái này nó mới chịu nổi. Ủa vậy là qua nghiện cái này luôn hả? Không, cái này nghiện rượu. Cô này trụ làm cực cũng chết, ai mà làm để cho nó uống mỗi ngày được. Là uống một lần là cai được luôn đúng không? Chính xác. Rồi cai được luôn, không sao hết. Từ mai là sẽ cai rượu luôn, không uống nữa. Học sinh, nghe. Chúng con kính chào chú thầy ạ. Học sinh, ngồi xuống. Thôi, rồi bây giờ rể tèo, đi học là không được đọc truyện, hiểu không? Mình phải tập trung, dẹp cuốn truyện học xong rồi đọc. Bây giờ là chú thầy xin mời tất cả các con hướng lên bảng. Cô hiệu trưởng Phúc là chưa có đầu tư cái tấm bảng cho nên là tiết sau là mình mới có bảng nha. Bây giờ, rồi các em mở tập ra cái bài cái văn tục ngữ mà chú thầy đã dạy cho hôm trước nhớ không? Dạ nhớ. Rồi đọc, công cha, bây giờ thầy sẽ đọc trước. Công cha như núi Thái Sơn. Công cha như đọc tất cả công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha. Một lòng thờ mẹ kính cha. Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Cho tròn chữ hiếu mới là dạy con. Đúng rồi, bây giờ mở tập ra ghi 4 câu thơ đó lại để coi ai ghi xong đúng chính tả mà trước nha. Ghi đi. Đúng là làm điều tốt sẽ gặp điều may. Dạ, chào chú Mười. Rồi chào con. Dạ chào anh Mười. Dạ chào chú Mười. Chú Mười cho con xin lỗi cái chuyện. Tôi qua đây là muốn nói với chị á, là tôi đồng ý bán miếng đất đó cho chị. Dạ cảm ơn anh. Dạ con biết mà, con biết là chú Mười không có chấp nhất con chuyện đó mà. Ai nói tôi không chấp?
Chị Phúc ở đây á là người giúp đỡ ba của thằng Teo, là cháu ruột của tôi đó. Dạ. Nên tôi mới đồng ý bán cho chị. Còn cậu á và số hồn á, ngày mai á qua cắt hết cái đám cỏ bên đó đó thì mới may ra được. Dạ. Dạ được rồi anh, sáng mai hai đứa nó sẽ qua làm sớm. Dạ. Chỉ có chị Phúc là người biết chuyện nhất. Thôi tôi về nha. Dạ cảm ơn anh. Thấy chưa, đúng là làm việc tốt sẽ gặp điều hay mà. Dạy thua thằng Quân nữa.